bạn và anh chị, những người nào mà sử dụng tài khoản Facebook á mà chúng ta không để tin thật á, cái thứ nhất chúng ta không để tin thật, cái thứ hai á chúng ta không đưa cái số điện thoại của mình vô trong cái chỗ bảo mật á, là tụi dư luận viên bây giờ nó điên lắm anh chị. Bây giờ nó thấy tình hình xã hội Việt Nam nó bất ổn dữ lắm, nó kéo một lực lượng của nó vô, nó report một phát thôi là của Facebook của mình nó bị sập liền. Mà ngày trước á, Dương chỉ các bạn á, là các bạn đi vô trong chỗ cài đặt Facebook, các bạn chỗ mà cài đặt mật khẩu đó anh chị, đút cái số điện thoại của mình vô mà anh chị không chịu đút vô. Trời ơi, đút cái số điện thoại của mình đi vô trong đó để làm gì? Mỗi lần mà dư luận viên anh chị nó mà tấn công tài khoản Facebook của anh chị đó hen, là Facebook nó sẽ mở gửi cái mật khẩu, nó gửi cái mã số về cho anh chị, nó gửi về trong đó. Nhưng mà khi anh chị nhận được cái mã đó, anh chị cũng không có cần. Khi nào mà anh chị không vô được á, anh chị không còn đăng nhập được cái Facebook của mình á, thì anh chị phải sử dụng cái mật mã mà Facebook nó gửi về cho anh chị hen. Chúng ta cứ đút cái số điện thoại của mình đi vô trong cái chỗ mật khẩu đi, vô trong chỗ bảo mật đi, đâu có sao. Thằng dư luận viên nó không lẽ bây giờ thằng dư luận viên nó liên kết với tổng đài điện thoại hay là bên cái chỗ bộ phận mạng biết nó cung cấp ở Việt Nam 92 triệu người, không lẽ giờ hả, mỗi lần hả hất hách cái tài khoản Facebook này cái bắt đầu nó chạy lên, ơ số điện thoại của thằng này là số nào, à cho tôi biết đi đặng hả, mỗi lần mà Facebook nó gửi cái mã qua, cung cấp cái mã cho tôi để tôi tấn công. Cứ đưa cái số điện thoại của mình đi vô trong Facebook đi, đừng có cãi Dương. Không hả, không, Facebook của Dương á, mà Dương không có cài cái số điện thoại vô á, là nó đánh sập cái Facebook của Dương rồi. Có cần mình viết bài hướng dẫn không chị Dương? Các bạn mà viết bài được các bạn viết đi, viết bài hướng dẫn đi. Nhiều người chủ quan quá trời luôn. Cái thứ nhất á, là họ không có xài cái tên thật của mình, toàn là dùng cái nickname không à. À ví dụ như là cà chua, cà pháo, mắm tôm, mắm ruốc vậy đó. Tại sao mà cái trang Facebook của Dương nó không có đánh được? Tại vì họ tên của Dương đàng hoàng, Dương không có dùng Facebook ảo. Nó lên nó báo với lại Facebook á, là anh chị, nó báo với Facebook là anh chị xài cái anh chị xài cái Facebook ảo anh chị. Nó lên nó báo như vậy thì dĩ nhiên là thằng Facebook nó phải khóa Facebook anh chị rồi. Đức Võ, để mình viết bài hướng dẫn cho mọi người biết. Dương nói là, Dương nói cái thứ nhất ha anh chị, chúng ta phải ghi cái tên thật, họ tên thật của mình. Nếu mà anh chị hoạt động mà anh chị không sợ, ví dụ như những người giống như Dương đi, có một cái lượt người theo dõi quá trời đông luôn, ví dụ như 30-40 ngàn người, 20-30 ngàn người gì đó, thì tụi dư luận viên nó sẽ canh vào trong cái Facebook này mà nó đánh, chứ nó không có đánh ai mà có một vài cái lượt follow hết trơn á. Những người mà có lượt follow nhiều nó mới đánh. Thì anh chị chịu khó, anh chị cài cái tên thật của mình đi, đừng có lấy cái nick. Anh chị thấy Dương xài Facebook bao nhiêu năm trời mà Dương có bao giờ Dương xài hoa hồng tím, hoa hồng xanh, hoa hồng đen không? Tại vì thằng Facebook nó nói rồi, nếu mà mày xài cái tên của mày là cái tên không phải sự thật á, là tao được quyền hack cái tài khoản của mày, tao được quyền khóa nếu mà bị báo cáo. Thì nó coi vào cái tên này á, nó coi vào cái tài khoản của anh chị không phải là họ tên thật, là một cái nick nào đó thôi. Thì tụi dư luận viên nó report một cái là Facebook của anh chị bị khóa liền. Đừng có tạo một cái nick gọi là kẹo đắng, kẹo chua, kẹo ngọt, mật ong, mật đường, mật gai, mật ngọt vậy. Đừng có tạo những cái, lấy cái tên thật, hỏi tên thật của mình. Anh chị chỉ viết bài, share bài thôi, anh chị đưa lên trên đó thì anh chị đừng có cung cấp những cái địa chỉ của mình là được rồi. Mình cứ sợ đâm ra cái Facebook của mình bị tấn công hoài luôn. Vậy đó, tấn công liên tục luôn. Lúc này Dương thấy mạng xã hội ở Việt Nam, nhất là Facebook nó bị khóa rồi. Không phải bị khóa mà có điều cái băng thông nó bị bóp lại rất là yếu luôn á. Dương làm livestream Dương biết mà, cái lượt xem, cái lượt view của mình nó giảm kinh khủng lắm. Dương biết mà, mạng ở Việt Nam nó yếu lắm. Với lại người nhà của Dương á, là họ nói á, với lại những người bạn của Dương tại Việt Nam, họ nói lúc này cái mạng xã hội á, Facebook mà nó xoay vòng vòng luôn anh chị, yếu xìu luôn á. Trời ơi, Việt Nam thôi tao nói vinh danh ghê luôn á, hãnh diện tự hào ghê luôn á. Xã hội tự do lắm, Việt Nam độc lập lắm. Ngày hôm nay có nhiều người ở hải ngoại hả, lên tiếng cái bắt đầu là Lâm Diệp này, coi tôi nội dung tôi nói không coi, mấy thằng tào lao tôi lóc lại không đẹp, không ăn tiền luôn. Xong rồi cái trời ơi, Việt Nam lúc này tự do lắm, Việt Nam lúc này hả mạng mạnh lắm, cái gì cũng có hết, ở nước ngoài gì cũng có hết. Ờ anh chị, nước ngoài gì cũng có hết mà ba mứa không à. Mạng internet cũng có nữa, 3G 4G cũng có nữa, mà coi hỏi nó xây vòng vòng vậy, coi không có được nha.
Nhớ nha anh chị, đừng bao giờ anh chị mà nếu đã chấp nhận, anh chị đã chấp nhận xài Facebook mà anh chị chấp nhận lên tiếng, mà những người, nhất là những người mà làm truyền thông, làm cái chương trình mà livestream á, mà có lượt follow từ vài ngàn người đến vài chục ngàn người hoặc là vài trăm ngàn người, nhớ nha, tạo những cái tên Facebook của mình thiệt. Mà Dương cũng không biết làm sao nữa, Dương thấy có một số bạn thì Dương không biết là họ họ ghi tên thật, họ tên thật của họ đầy đủ ở trên 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 mạng Facebook hay không thì Dương không biết. Nhưng mà Dương ngày hôm nay tính tới thời điểm này đó anh chị, thì Dương chỉ có bị bữa hôm hổm là Dương đi vô trong Dương đi vô trong vũ trường ở bên Na Uy á, Dương đi vô trong cái một cái buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, thì Dương mở cái livestream lên thì Dương quay cái nhạc quốc tế, anh chị biết là nó Dương nó report liền. Thì lúc đó có cái mặt của Dương ở trong đó nữa, nó rồi có nhạc quốc tế nữa, nó report một phát một livestream hết được luôn anh chị, không có livestream được nữa. Tại vì dính tới nhạc quốc tế, mà anh chị biết nhạc quốc tế là nhạc có bản quyền, chứ không phải giống như Việt Nam là ăn cắp rồi hả sao chép tùm lum. Anh chị làm cái gì mà anh chị không đăng ký là anh chị vi phạm bản quyền, cho nên nó thằng quốc tế nó tôn trọng bản quyền dữ lắm. Cho nên đó là nguyên nhân vì sao mà khi Dương làm livestream trong cái vũ trường đó, trong một cái buổi tiệc tổ chức sinh nhật, nó report một phát một cái livestream bị Dương bị khóa hết một ngày. Khóa hết một ngày luôn, chứ còn tính ra tới thời điểm này, từ khi Dương sử dụng mà Facebook tới bây giờ năm 2012 á, tới bây giờ là 5 năm rồi, là Dương chưa có bị cái sự cố gọi là giống như là nó đánh sập Facebook của mình hay này kia nọ hết. Là chỉ có bữa hôm hổm là Dương bị đánh sập thôi, rồi nhiều lần nó tấn công vô Facebook của Dương, mà tại vì Dương đăng ký bảo mật hai lớp. Là Dương sử dụng bằng, anh chị biết khi mà anh chị thoát ra khỏi mạng Facebook, anh chị vào lại thì anh chị phải nhập mật khẩu là một lớp đúng không? Rồi bây giờ khi mà anh chị điền cái số điện thoại của mình vô trong cái chỗ bảo mật á, vô trong cái chỗ mật khẩu, anh chị đưa cái số điện thoại của mình vô trong đó, nhét tuốt ở trong đó đó. Anh chị nhét cái mật khẩu vô trong đó y chang như anh chị bỏ vô trong trái tim của mình vậy nè. Thì khi thằng Facebook á, nó bị giống như là tụi vô luận viên hay ai nó muốn tấn công tài khoản của anh chị á, thì Facebook nó sẽ báo cái mật mã để anh chị đổi lại. Nếu mà anh chị không còn vô Facebook được nữa thì anh chị sẽ dùng cái mật mã đó anh chị đăng nhập lại. Rồi sau đó anh chị sẽ tạo một mật khẩu mới ha, tạo mật khẩu mới. Còn không á, nếu như anh chị đảm bảo anh chị an toàn rồi, nó gửi mật mã kệ nó, tại vì có nhiều người nó vô nó tấn công tài khoản Facebook á, anh chị cũng không có cần đổi lại, anh chị vẫn xài bình thường. Chừng nào mà cái Facebook của anh chị vô cái nó báo rằng phiên đã hết hạn, thì lúc đó anh chị mới cập nhật lấy cái mật mã của Facebook anh chị bỏ vô, rồi sau đó anh chị thay đổi mật khẩu. Còn mà bình thường anh chị vẫn vô được bình thường thì anh chị không cần đổi mật khẩu nha anh chị. Nói hoài luôn, bây giờ công cụ của mình á, ngày hôm nay mặt trận truyền thông á, chúng ta không có vũ khí, chúng ta không có cái gì hết, chỉ có cái màn hình điện thoại thôi. Chúng ta ngày hôm nay chỉ có cái mạng Facebook là cái công cụ để chúng ta đối lập lại với Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Anh chị cứ dùng cái miệng của mình, anh chị nói, cái miệng nói càng nhiều càng tốt, nói nhiều dẫn chứng nhiều, anh chị có càng nhiều thông tin, có càng nhiều cái kiến thức về lịch sử càng tốt. Chúng ta cần cái miệng thôi anh chị. Ngày hôm nay ở Việt Nam nó bịt miệng mình lại rồi, chúng ta cứ nói nhiều đi. Nói nhiều mà nói thật, chứ đừng có nói nhiều mà nói dối như Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta nói nhiều lên chị, người ta chửi mày, chửi mình là con nhỏ nhiều chuyện, mày nói chuyện bao đồng, kệ họ, cứ nói nhiều lên chị. Mình có cái miệng mình cứ nói nhiều đi. Đảng Cộng sản nó truyền thông nè, nó là hạ 60 mấy kênh truyền hình, bao nhiêu kênh truyền thanh của nó, bao nhiêu báo giấy của nó, báo điện tử của nó, hằng hà sa số luôn, quá trời luôn. Mình cứ nói nhiều, nói hoài luôn, người ta chửi mình tám cũng được nữa. Tám chừng nào Việt Nam có dân chủ, cứ tám. Nói sự thật cứ nói, người ta chửi mình là hả cái đồ phá hoại, cứ chửi, cứ nói luôn, không có sợ thằng nào hết, không có tè thằng nào hết anh chị. Mày hả bưởi, đừng có ghẹo. Ừ, nói nhiều là nói sự thật, chứ không phải nói nhiều nói giả dối. Ở trong nước đâu có nói được giống như mình đâu, ở nước ngoài mình có tự do ngôn luận, mình cứ nói nhiều, mình cứ nói thoải mái, mình tận dụng cái tự do ngôn luận, mình đưa thông tin sự thật vào trong nước. Còn những người nào mà không thích nghe đó hen, sợ cái chế độ nó sập đó hen, đừng có nghe, lo khư khư giữ tiền đi, rồi mai mốt dân đứng lên, dân lật đổ, dân đập chết cha chết mẹ hết luôn. Nói nhiều đi anh chị, bạn trẻ ở nước ngoài cứ nói nhiều đi. Ừ, ăn mắm tôm mắm ruốc gì cứ ăn xong rồi á, mà cái đứa nào đứng bên cạnh mình mà nó binh cộng sản, phà vô mặt nó. Ừ, nhất là ăn mắm ruốc đó, khỏi đánh răng, khỏi xúc miệng, khỏi dùng nước Listerine này, đứa nào mà đứng cái bên, ôi mày đừng có phá hoại, mày đừng có phản động, phà vô mặt nó liền. Nói nhiều luôn chị, đừng có ghẹo. Tại tôi có nhiều chuyện tôi có hả, bận rộn với tôi không nói thôi. Anh chị, bạn trẻ ở nước ngoài chúng ta thấy xã hội bất công, cứ nói đi các bạn, bất chấp các bạn khỏi về. Tại vì bây giờ
năm 2020 này tháng mấy rồi, nay tháng 8 rồi. Còn có 2 năm 4 tháng nữa thôi. Các bạn bây giờ các bạn không nói ha. Còn 2 năm 4 tháng nữa Việt Nam nó rơi vô tay Trung Quốc mẹ nó rồi, hết nói luôn. Giờ các bạn nói thôi, các bạn lên nói rồi, các bạn không về Việt Nam 2-3 năm nữa, về Việt Nam toàn người Trung Quốc không? Đừng có ghẹo tôi. Ghẹo tôi chửi á. Cái mỏ này chứ cái mỏ này nó dữ lắm. Không có hiền. Nghe không? Nhớ nha anh chị. Cái tên Facebook của mình mà chúng ta đã xác định, chúng ta lên chúng ta làm truyền thông rồi, chúng ta đổi cái tên thật của mình. Cái thứ hai nữa, nhét cái số điện thoại vô. Bỏ nó vô, nhét nó vô. Đó. Mà bây giờ nếu như mà cái tài khoản Facebook của mình á mà nó báo mật mã rồi á, mà các anh chị vô Facebook anh chị vô không được, thì lúc đó anh chị mới cập nhật cái mật mã đó, rồi anh chị vô anh chị đổi lại mật khẩu. Còn mà cái Facebook anh chị mà anh chị vẫn xem bình thường á, anh chị khỏi cần đổi gì hết, khỏi cần đổi, tại vì nó đâu có vô, nó đâu có vô được anh chị đâu, nó đâu có vô tài khoản Facebook của anh chị được. Nó chỉ là nó tấn công cho Facebook mình bị sạch thôi, chứ nó đâu có vô, nó đâu có vô trong đó nó xem thông tin gì được đâu, không có xem được. Ừ, điên lắm, điên máu lắm. Ngày 18 tháng 5 2014, vụ giàn khoan HD981 đi biểu tình. Trời ơi, tao nói nó điên, điên, điên lắm, đừng có chọc tôi. Cái máu điên nó có sẵn trong người lắm, nó điên dữ lắm. Nha, tại tôi hiền, không phải tôi hiền đâu, tại tôi giả hiền đó. Tôi giả hiền để tôi nói cho nhiều người bạn trẻ, tôi kiềm chế lại cho nói cho người bạn trẻ trong nước họ nghe được đâu là sự thật. Chứ cái máu của tôi không có máu hiền, sống với Cộng sản là không bao giờ hiền được hết trơn á. Sống với Cộng sản, một là mày quá hiền, mày quá khờ, hai là mày trở thành yêu tinh thì mày mới sống được với Cộng sản. Nha, đừng nói tôi hiền, tôi mới hiền đâu. Sống với Cộng sản mà hiền là chết đó, chết với nó liền. Đừng nói tôi mới hiền đâu. Nhai đầu rớp 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 như xương gà đó, thấy không? Tôi ăn gà mà tôi nhai xương tôi nó nát nhừ luôn á. Bạn của tôi thấy mà còn thấy tôi sợ, trời ơi sao xương gà mà nó nhai ghê vậy trời. Ừ, tôi nhai giống như nhai xương gà vậy đó. Nhớ nha các bạn, ở bên nước ngoài các bạn cố gắng, các bạn đừng có bị dính vô những cái chuyện tấn công cá nhân, cá nhiếc gì kệ cha đi, đừng có tấn công. Chửi tụi Cộng sản, chửi cho không đẹp, chửi cho tao chửi tới bến luôn, chửi tơi bờ luôn. Chửi cho nào mà Việt Nam có tự do dân chủ thì thôi anh chị. Nói hoài luôn. Nói chừng nào mà người trong nước được nói giống như mình, lúc đó mình họ không nói nữa. Đừng có ghẹo tôi. Ghẹo tôi hả? Ghẹo tôi hả? Bài đặt nhà, nhà mày mắc nợ, mày bỏ con mày, thế này thế kia. Ông nội tụi bay á. Mẹ, đừng có điên. Ngu mà lì. Nguyên một cái xã hội đã thối nát rồi, nhân cách đạo đức con người cũng còn nữa. Mày đặt giả nhân, giả nghĩa. Hồ Chí Minh thì thúi đặt ra, Hồ Chí Minh thì xạo sự. Mẹ, vợ đầy 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 đàn luôn, con đóng đóng luôn. Hồ Chí Minh vĩ đại lắm, sống trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Tôi không có cần nhân cách, cái nhân kiết cái gì hết trơn trời. Chống Cộng sản với nhân cách gì hết. Lên, hiền. Cái xã hội bị băng hoại, đạo đức con người bị tha quá. Người ta sống càng ngày người ta càng bế tắc, người ta không sống được trong cái xã hội đó. Tuổi trẻ không có tương lai gì hết trơn á. Bây giờ, mày là thế này, mày là thế kia, mày là con cao ve, cãi nó. Ừ, con cao ve vậy mà Cộng sản nó sợ à. Ừ, con cao ve quốc tế cũng được nữa. Ừ, đừng có chửi tôi. Hồ Chí Minh là gì? Đi làm ô xin cho thế giới đó, sao không nói? Hả? Hồ Chí Minh đi làm ô xin cho thế giới sao không nói? Đi xuống tàu chết mẹ luôn đi. Về Việt Nam chi mang cái chủ thuyết Cộng sản đi vô Việt Nam phá hoại cái đất nước Việt Nam. Rồi bây giờ con người bị đánh, bị đập. Chửi hả? Tôi chửi à. Đụng tới tôi chửi à. Đừng có kêu tôi à. Đừng có chọc tôi chửi Hồ Chí Minh này nha. 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 Sách vở người ta thư viện thì mọc đầy đống luôn. Còn mình nữa hả? Có một vài cái thư viện trong trường học hả? Vô trong nhà sách đó thì đứng có đọc. Còn không, mua sách về nhà đọc. Cái gì cũng tiền hết á, cái xã hội nghèo như quỷ. Phải chi xã hội dân Việt Nam giàu á thì á ăn chơi trị lạc được. Còn xã hội Việt Nam nghèo chết mẹ. Nhà hàng, quán nhậu, bia ôm, karaoke, cà phê ôm mọc ra cứ như thiên đường á. Không có tiền mà quán nhậu khu vực ăn chơi, ta nói nó mọc lên như nấm sau mưa á. Cái xã hội gì kỳ, ở bên đây người ta làm kiếm tiền hả? Ta nói núi núi. Kiếm tiền như núi núi vậy mà người ta chơi thứ bảy chủ nhật ta đi chơi. Thứ sáu người ta đi chơi. Ta hưởng thụ cũng có chừng có mực thôi.
Việt Nam tôi đó, từ thứ hai tới chủ nhật ngày nào cũng ăn nhậu được, ăn nhậu rồi nghèo, đâm ra ăn trộm ăn cắp, có mấy chục ngàn cũng giết bà già để lấy mấy chục ngàn đó để kiếm tiền đi chích xì ke nữa. Cái xã hội như vậy đó hả, muốn tôi chửi không? Đừng có ghẹo tôi. Mày đàn chưa à, con này không có tư cách, con này là con ca ve, con ca ve bà nội tụi bay chứ con ca ve, ông có nội tụi bay chứ con ca ve chửi Hồ Chí Minh á. Ừ, nó đi ra nước ngoài nó làm đĩ đực ở ngoài á, đừng có ghẹo tôi. Một thời tôi cũng tôn trọng lắm, chửi tôi đi hả, vay nợ cho lắm vào, đi đằng này mượn nợ, đi nước kia mượn nợ, mượn tùm lum hết á, rốt cuộc đẩy con dân của mình đi ra thế giới đi làm ô xin cho người ta, đi làm đầy tớ cho người ta kiếm tiền thì nuôi cái họng của mình, bán trơn để nuôi cái miệng của cộng sản hả? Đừng có ghẹo nha, kiềm chế hôm nay rồi đó, không có còn tư cách gì đó, sống trong cộng sản không còn tư cách cái quần què vậy. Mẹ giữ tư cách làm gì các bạn, chừng nào cộng sản nó không còn đi, lúc đó mình nói mình giáo dục lại, chứ giờ sống trong cộng sản ai cũng thành quỷ hết rồi, Dương là sản phẩm của nó luôn á. Đừng có biểu tôi à, tôi thùy mị, tôi nít na, tôi dịu dàng để tôi nói cho người trẻ. Ừ, cũng có lúc kìm thì cũng kìm vừa vừa anh chị, quá mềm quá bơm, đến cái lúc nó nổ là nó nổ à, thấy không? Không thể nào, núi lửa cũng vậy, đến lúc nó phun trào là nó phun trào mà, không thể nào biểu nó tồn ứ nó hoài được nha. Cho tôi bùng nổ lên với chứ, chị không nổi luôn. Tại Facebook nè, tấn công hết người này tới người kia, chưa biết tôi giận dữ hả? Hả, tụi dư luận viên xuất vật, tụi cộng sản mọi rợ trâu xanh chó đẻ, đồng bọn của tụi bay tụi bay còn giết nữa, muốn gì dân thường. Đảng quang vinh quá mà, quang vinh quá, từ thằng tướng chết dần chết mòn, nịnh thằng Trung Quốc cho dữ vô, bị đầu độc phóng xạ chết từng thằng hết luôn. Mẹ, dân hả, dân Việt Nam hiền thiệt, có đẻ nó cắt cu nó hết đi. Tụi hả, tụi đảng cộng sản Việt Nam mọi rợ khôn nhà dạy chợ, đi ra ngoài đường thì hả khép nép cúi đầu luôn, cúi tụi Trung Cộng, về nhà thì bắt con dân nó đánh đập như chó vậy á. Chưa thấy xã hội nào giống như xã hội Việt Nam hết á. Nó khỏi cần dân đập dân đánh vậy, nó giành giật quyền lực lẫn nhau, không nó giết nhau cũng chết nữa. Phùng Quang Thanh, Nguyễn Bá Thành, bây giờ Trịnh Xuân Thanh, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, trong thời gian ngắn bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người bị giết rồi, còn tin nữa không, còn tin cái đảng cộng sản nữa không? Nói cỡ vậy rồi, cái nước nước của người ta phát triển, ta nói bỏ xa Việt Nam, ta nói hả từ vài chục năm cho tới vài trăm năm. Ở bên đây hả, đi ra đường ta nói hả, đụng tới đâu là nó hiện tại tới đó, đụng tới đâu là nó hiện đại tới đó. Sách vở người ta hả, ta mọc hả, thư viện mọc đầy ra, còn Việt Nam quán nhậu, cà phê ôm, bia ôm, nhà hàng, karaoke mọc như núi. Hỏi sao Việt Nam không nghèo? Bây giờ hả, người ta làm nông nghiệp, người ta phát triển tới đâu rồi, dân của mình phải cắm đầu cắm cổ xuống đi dặm lúa, phải bước chân xuống sình đi xịt thuốc. Biểu tôi hiền hả? Hiền nói không? Đừng có bắt tôi giả nai hoài. Bực cái mình hả? Thấy bất công chịu không nổi, mình lên tiếng mình thiệt thòi. Mày thế này mày thế kia, lên tiếng cho ai vậy? Nguyên cái đám ngu lâu giúp bệnh khó đào tạo cộng sản ngu ngục. Các bạn trẻ ở nước ngoài lên tiếng đáng tranh, lên tiếng đại đi. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta có ngôn luận, chúng ta phải sử dụng quyền tự do ngôn luận của chúng ta cho nó đúng, cho nó phù hợp, đưa thông tin vào bên trong. Tôi ngày nào cũng phải đi tìm hiểu thông tin hết đó. Năm 1958 ai ký công hàm dân 12 hải lý cho thằng Trung Quốc? Năm 1973 hiệp định Paris là hiệp định gì? Hiệp định ngừng bắn, ai vi phạm? Thằng cộng sản Bắc Việt vi phạm cái hiệp định Paris năm 1973, nó vi phạm, nó đã yêu cầu ngừng bắn rồi, nó vẫn đem cho nó bắn. Năm 30 tháng 4 1975 đi vô cướp nhà cướp cửa của người ta mà nói là giải phóng hả? Hả, cướp tài sản của người ta, đất đai nhà cửa của người ta, tự nhiên ra ăn cơm no áo ấm đem vô làm cho người ta bị đói ăn bo bo mà nói rằng hả là đi vô giải phóng hả? Ai mượn giải phóng, nhà của ai nấy ở thì ai mượn hả? Vô đặt ê con nhỏ này không có tư cách, con nhỏ này thế kia, à, tao ghét mà lắm, ghét kỳ bà nội tụi bay, tao chửi rồi tụi bay, muối mặt tụi bay luôn. Các anh chị nghĩ coi, nó tuyên truyền bằng bài hát mà anh chị biết ở trong trong cộng sản Việt Nam nó hát, nó tuyên truyền đến mức độ nhạc của nó dương thuộc luôn, nó hát ngày nào cũng hát á. Mẹ cùng mắt vắng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đâu xa thẳm, trời ơi hằng hà bài nhạc, trời ơi nhạc nào cũng hay hết á, nó ăn vô trong đầu của Dương rồi nè.
Anh chị, cô bác, cô chú ở nước ngoài, cô chú có biết nó tuyên truyền cỡ nào không? Nhạc đỏ của nó hả? Ta nói hả? Nó hay lắm. Cái bài gì? Tàu Anh Qua Núi á. Tàu Anh Qua Núi đó anh chị. Trời đất ơi, con nít lớp 3, lớp 4, lớp 5 nó hát cái bài đó rần rần luôn. Nó tuyên truyền từ trong trứng nước luôn. Không phải nó tuyên truyền trên tivi đâu. Nó còn sáng tác văn nữa, sáng tác bài hát nữa, báo giấy nữa. Rồi nó tuyên truyền bằng hình thức tuyên vận của nó nữa, đi tới nhà nó vận động nữa. Rồi nó mời người dân họp hàng tuần nữa. Tổ khu phố ấp đồ này kia nọ nó tuyên truyền cỡ vậy đó, biểu làm sao mà dân không cuồng đảng. Nó không tuyên truyền nó sự thật giống như nước ngoài đi, truyền thông đa chiều thử coi có ai nghe nó không. Một bên nó bích thông tin, nó chặn thông tin hết luôn. Một bên nó tuyên truyền thì ông bà nội ai mà không bị thấm cái tư tưởng Hồ Chí Minh anh chị. Phải chi nó mở thông tin cho người ta đa chiều á thì không nói. Còn đằng này một bên nó là nó bích thông tin, một bên nó tuyên truyền, nó bích thông tin rồi nó nhét thông tin vô trong đầu hết luôn. Nó chặn lỗ tai bên đây nè anh chị, người ta nói ừ nói bên đây, đi qua bên đây hết chứ gì, đi ra ngoài hết chứ gì. Nó chặn ở bên đây một lỗ tai nè, nó đẩy thông tin vô nó nằm trong đầu hết, đâu đi ra đường nào được đâu. Cho nên 42 năm nhòi sọ thành công. Nhòi sọ thành công đó. Nè. Nó tụi vô luận viên vô đây. Ở bữa nay là chửi luận viên đó, chửi tụi cộng sản đó. Nó coi đồng chí đồng rận của tụi bay giết nhau kìa. Nha. Đồng chí đồng rận của tụi bay giết nhau kìa. Đinh Thế Huynh là ngày hôm nay là chủ, gọi là tổng bí thư dự định ấy. Thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng đó. Đi qua Nhật điều trị đó. Chết chưa? Hả? Trần Đại Quang là chủ tịch nước đó, ngáp ngáp rồi kìa. Đồng chí đồng rận đoàn kết lắm mà. Yêu nước lắm mà. Yêu lắm. Đoàn kết lắm. Chúng ta phải đấu tranh tiêu diệt bọn phản động để giữ gìn đất nước, giữ gìn cái bà nội tụi bay chứ giữ gìn. Đấu tranh chống bọn phản động, đi ra Đà Nẵng kìa. Đi ra Đà Nẵng chống bọn Trung Quốc á. Nha Trang nữa. Tàu ở ngoài đầy ra ngoài chống phản động ở ngoài đi, chống bọn bán nước ở ngoài đi, ngoài Hà Nội á. Tụi cộng sản Hà Nội nó bán nước đó, ra ngoài chống phản động đi. Nó ký công hàm nó dâng biển đảo, đất đai cho tụi Trung Quốc á. Đi ra ngoài đi, chống bọn phản động ở ngoài đó. Tôi không có ký công hàm nào hết á. Không có Việt Nam nào mà Cộng hòa nào mà ký công hàm nào dâng biển đảo để đổi lại lấy vũ khí để mà đánh giết người anh em hết á. Nha, tôi hiền. Tôi im là bởi vì tôi sợ những người bạn trẻ thấy tôi dữ quá họ sợ thôi. Chứ không phải tôi hiền đâu. Bất công nhiều quá sao hiền cho nổi anh chị. Làm sao mà sống trong như quỷ dữ mà tôi trở thành thánh thần được, tôi thành tiên được anh chị. Kìm lại đó. Đi ra Hà Nội đó. Chống cái bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam bán nước cho giặc đó. Mật ước thành đô ký bao nhiêu cái văn kiện để dân mật ước thành đô cho người ta. Nha. Năm 1974, chính đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho cái Hoàng Sa, Trường Sa bị mất đi. Người lính Việt Nam Cộng hòa phải ra đó bảo vệ. Mà năm 1973, Hiệp định Paris ngừng bắn rồi. Thằng Mỹ nó đã rút quân về Việt Nam, về Mỹ hết rồi. Viện trợ cũng rút luôn rồi. Mà Việt Nam Cộng hòa còn phải ra đó bảo vệ Hoàng Sa nữa. Bây giờ ra đó bảo vệ còn bị tuyên truyền rằng Việt Nam Cộng hòa bán Hoàng Sa, nó bán cái đầu tụi bay chứ bán. Bây giờ lên video clip nói hả Hoàng Sa, à, ngày xưa Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam, của chính quyền Sài Gòn hả? Sao không nói chính quyền Ngụy nữa đi? Tuyên truyền dữ lắm, giờ tuyên truyền hết nổi rồi, bây giờ lên nói là Hoàng Sa, Trường Sa là ngày xưa thuộc chủ quyền của chính quyền Sài Gòn hả? Lẻo mép lẻ sự, tội giỏi tấn công cá nhân hả? Tao chửi con cái đảng luôn. Giỏi môi móc đời tư ra hả? Một đứa 100 hả? Đụng tao chửi cho nghe. Muốn nói gì nữa? Chửi nó thôi. Ừ? Ông Phạm Văn Đồng á, thủ tướng á, của Việt Nam á, năm 1958, lúc đó miền Nam Việt Nam chỉ tuyến 17 chỗ, đi vô trong đây, Hoàng Sa, Trường Sa thuộc ai, ai làm chủ quyền, mà đi ký công hàm dân 12 hải lý cho thằng Trung Quốc. Rồi năm 1974, Trung Quốc nó đánh, bây giờ người anh em Việt Nam Cộng hòa phải ra giữ đất, rồi giữ biển, giữ hoàng, giữ đảo, rồi nói Việt Nam Cộng hòa bán đất, bán đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngu ngục cũng vừa thôi chứ. Bây giờ chửi bán đất, bán đài nữa hả? Chửi không? Nói làm KV làm đĩ là tại ai? Đảng Cộng sản quang vinh vương năm quá mà. Hồ Chí Minh vĩ đại quá mà. Hồ Chí Minh vĩ đại sao vợ tùm lum con tùm lum vậy? Chửi đi môi ra cho nghe. Hãy hái bên Việt Nam Cộng hòa làm cái gì là bên Cộng sản làm cái đó hả?
năm 1974 Việt Nam Cộng Hòa đem quân đem lính ra ngoài đó bảo vệ Hoàng Sa, thì bên trong cái trận chiến Gạc Ma cũng đem người ra ngoài, rốt cuộc bắt người Việt Nam của mình ra ngoài làm bia đỡ đạn, đứng im đó hả, không dám bắn lại hết trơn. Tự nhiên cái không mang sáu mấy người Việt Nam ra, gọi là bộ đội hả, ra ngoài làm tấm bia đỡ đạn, đứng im ru luôn cho tụi Trung Quốc nó bắn. Hãy Việt Nam Cộng Hòa làm gì, là Cộng sản làm cái trang là cái đó hả, đặng lấy tiếng hả. Còn một bụng ở trong đây nè, gạo không mẹ tía nó, điên cả người. Nhưng nói thì các bạn mà đi tìm hiểu đi, các bạn mới thấy được cái độ mang rợ của nó. Nhưng nói nhiều các bạn không tin, và nhìn đi coi nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam nó thanh trần lẫn nhau kìa, nó giết hại lẫn nhau kìa. Các anh chị hỏi những người Việt ở nước ngoài đi, ở bên Mỹ họ có thanh trần kiểu đó không, hỏi bên Mỹ có thanh trần kiểu đó không, hỏi Na Uy nè, ở bên Na Uy bây giờ có nhiều anh chị làm livestream đó, hỏi những người bên Na Uy nè, họ trong cái chính phủ của người ta đa đảng, người ta có thanh trần lẫn nhau không? Ở bên Mỹ có thanh trần lẫn nhau không? Bên Canada có thanh trần lẫn nhau không? Mà Việt Nam tao nói bây giờ bao nhiêu năm trời rồi, thằng này muốn ngôi lên chút, giành chức vụ, giành quyền hạn, giành vị trí, cái là bắt đầu dùng chất độc phóng xạ liền hả? Anh chị trả lời đi, ở nước ngoài này người ta đa đảng, cái xã hội người ta tư bản đa đảng, người ta có thanh trần lẫn nhau không? Tại sao Việt Nam nó giết đồng chí đồng rận của nó kêu gọi đoàn kết quá mà, chung tay bảo vệ biển đảo mà, bảo vệ tổ quốc mà, sao mà bây giờ thằng Trung Quốc nó vô nó chiếm tùm lum hết rồi. Nha Trang cũng đầy, Đà Nẵng cũng đầy, miền Tây nó xây cũng đầy, Li An Man, Formosa ở miền Trung cũng đầy, đi ra ngoài mà chống Trung Quốc kìa, giặt nó vô tới nhà rồi kìa. Không có đứa, không có thành phần nào, cái chế độ nào, cái lực lượng nào mà nó ngu ngục với lực lượng Cộng sản Việt Nam. Giặt nó vô tới nhà rồi không lo đánh, người anh em lên tiếng thì bảo tụi bay phản động, có bị điên không? Sao mà hiền được anh chị, sao mà hiền nổi. Nói nhẹ nhẹ không ai nghe hết trơn á. Nó nhẹ nhẹ nó vô nó chửi, mày là con cà phê, mày là con điếm quốc tế, mày là con điếm làm chính trị. Con điếm mà có là con điếm cũng làm chính trị được nữa. Ở bên nước ngoài người ta đó, gọi là giống như homeless, người ta cũng nên làm chính trị được nữa. Không cần là cái người nó phải giàu có nữa. Tôi thấy bất công là tôi lên tiếng thôi à, tôi lên cái quan điểm của mình thôi à. Chỉ có xã hội Việt Nam nó mới kỳ cục kẹo vậy đó. Cái xã hội Việt Nam nó cổ lụa hủ, nó lạc hậu, nó kỳ cục kẹo vậy đó. Đó, bây giờ nó thanh trần lẫn nhau, bây giờ hòa bình quá mà. Phải không anh chị? Việt Nam hòa bình lắm. 30 tháng 4 1975 rồi, thống nhất đất nước rồi, hòa bình dữ lắm. Không có tiếng súng, tiếng đạn gì hết á. Bà mẹ nó không có tiếng súng, tiếng đạn mà người ta chết rần rần luôn. Đồng chí nó thanh toán nhau đâu cần súng đạn bắn nhau chết đâu. Nó chỉ cần đặt một cái hộp có chất phóng xạ, một cái góc tường nào đó thôi. Nó đưa đi vô trong cái phòng, nó ngồi một hồi là dính trưởng à. Không có cần súng đạn gì hết á. Mở mắt là dùm vuông cái đi anh chị. Chúng ta sống ở trong đó hoài. Tụi nó trong nội bộ đảng thì thanh trần lẫn nhau. Ở ngoài thì nó cho lực lượng nó đánh đập người dân. Bữa hôm qua có cô gái đánh cho sặc máu mũi luôn, chảy máu miệng luôn. Cái nhân quyền Việt Nam đến thế là cùng. Thật á, nhân quyền Việt Nam đến thế là cùng rồi. Bây giờ các bạn bảo Việt Nam có tự do ngôn luận, các bạn nói giống như tôi thử coi. Đi nhận vũ khí của thằng Trung Quốc, của thằng Liên Xô, ký cái hiệp định ngày 27 tháng Giêng năm 1973, ký cái hiệp định ngừng bắn rồi, vẫn mang quân vô. Đã thỏa thuận được, vi phạm hết lần này tới lần khác. Năm 1954 là đã ký hiệp định chia đôi đất nước rồi, hai chính phủ riêng biệt rồi, miền Nam miền Bắc riêng rồi. Năm 1968 cái Tết Mậu Thân đi vô giết người miền Trung, không ăn Tết được, vi phạm lần nữa. Năm 1973 hiệp định Paris, hiệp định ngừng bắn được ký kết. Năm 30 tháng 4 1975 vô vi phạm lần nữa, rồi nắm được chính quyền miền Nam Việt Nam xong lịch sử giết lại hết trơn luôn, giết lại hết trơn sạch sành sanh luôn, rõ trong nước chặn thông tin hết luôn. Bây giờ quốc tế người ta phát triển rầm rầm, thế giới phát triển rầm rầm luôn. Người ta đi còn giống người ta phát triển giống như phát triển cái tên họa, tên lửa vậy đó. Việt Nam mình bò giống như con rùa vậy đó. Hãy lên tiếng một cái mày phản động. Hãy người nước ngoài lên tiếng cái là thế lực phản động à. Phản động cái mái cha của tụi bay chứ phản động. Phản động là cái tụi hả, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đang giết lẫn nhau kìa, gọi là phản động. Đó, muốn kể không? Trong thời gian ngắn này mấy người rồi? Đinh Thế Huynh mà ai nữa? Trần Đại Quang rồi ai nữa? Trịnh Xuân Thanh rồi ai nữa? Đừng có nói hả, nói nhiều không làm được gì. Nói vậy mà người ta nghe, không làm được gì. Tại sao vô Facebook người ta tấn công Facebook người ta làm chi vậy?
Hả? Nó cái miệng nói không làm được thì không cần làm cái gì hết á. Không cần cầm súng đạn ra ngoài chiến trường giết giặc. Không có cần. Tụi Cộng sản Việt Nam đâu có cần cầm súng đạn gì đâu. Nó dùng cái miệng nó không đó mà nó thắng đó. 30 tháng 4 năm 1975 nó dùng cái miệng nó không, nó dùng truyền thanh mà nó thắng đó. Tại sao ngày hôm nay chúng ta không dùng cái miệng được? Dùng đi anh chị. Bạn bè ở nước ngoài, tuổi trẻ giống như Dương nè, làm đi anh chị. Nói đi anh chị, nói mạnh lên. Tận dụng truyền thông tự do ngôn luận, nói đi. Đừng có gẹo tôi. Hiền quá cũng không được nữa. Nói từ từ cũng không được nữa. Tại vì trong nước nhiều người ta chưa biết mình làm quá, người ta sợ. Còn ngày hôm nay mình biết thông tin nhiều quá, mình không nói, mình không nói mạnh lên thì người ta không tin. Mình nói yếu yếu quá thì người ta không nghe, người ta nói mình ba xạo. Mà nói dữ quá, người ta nói sao hôm nay nóng giận dữ vậy. Làm cái gì cũng không được hết á. Nó nhẹ quá. Ơ con nhỏ này biết cái quần gì về chính trị mà nói. Nó dữ quá thì con nhỏ này nó dữ quá. Nó không có tư cách làm chính trị. Nó là con điếm, là con ca ve. Con điếm con ca ve mà làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam sợ. Hết đi xuống nhà, khủng bố tinh thần. Xong rồi á, lên Facebook, khóa, gọi là hack Facebook của người ta. Giấy tờ gửi về Việt Nam xin xác nhận thì không đóng dấu, không xác nhận. Cái miệng của tôi thôi, chỉ có cái miệng tôi thôi mà làm gì sợ dữ vậy? Có cái miệng của tôi nói thôi, tôi đâu có súng đạn gì đâu mà sợ tôi dữ vậy? Chỉ có mạng truyền thông là trên Facebook thôi hả? Tôi đâu có sở hữu truyền thông sáu mấy kênh đâu. Tôi đâu có sở hữu truyền thanh đâu. Tôi đâu có sáng tác nhạc đỏ, nhạc vàng giống như người ta đâu. Tôi đâu có tuyên truyền trong trường học đâu. Tôi đâu có viết văn của Cộng sản đâu. Tôi đâu có bẻ cong sự thật trong lịch sử đâu, sợ tôi dữ vậy? Tôi có cái miệng của tôi thôi, làm gì sợ dữ vậy? Có cái miệng à. Tôi thua hơn Cộng sản dữ lắm. Cộng sản có nhiều kênh truyền thông, tôi có cái miệng thôi à, làm gì sợ tôi? Cho người xuống nhà khủng bố tinh thần của tôi. Đội cờ đỏ sao vàng gì đó, khủng bố. Rồi lên trên livestream nói tầm bậy tầm bạ nữa. Rồi bây giờ họ giấy tờ tôi gửi về Hà Nội không đóng dấu, không xác nhận luôn. Làm gì sợ tôi dữ vậy? Sự thật mà sợ gì? Lo cho dân tốt quá, đời sống của dân đầy đủ ấm no quá. Tự do ngôn luận có quá. Quyền tự do lập hội con người ở Việt Nam được tự do lập hội quá. Cho nên á, mới sợ cái tiếng nói của tôi. Dương nói thiệt với anh chị hả, Dương nóng máu lắm, Dương không có chịu nổi đâu. Cái tính của Dương không phải dạng hiền đâu. Nhưng mà tại vì á, Dương muốn những người bạn trẻ, những người học sinh, sinh viên á, nghe những cái gì Dương chia sẻ mà dồn nén riết chịu không nổi anh chị. Thấy dân mình bị đánh, bị đập tối ngày luôn, mở miệng ra chút xíu phản động, mở miệng chút xíu ra là cái giấy mời hả. Chỉ cần nói lên cái bất công trong xã hội Việt Nam thôi là có giấy mời hả. Cái xã hội gì kỳ vậy? Mấy ông mấy bà được quyền tăng xăng, tăng điện, tăng ga, tăng hàng hóa của người ta, người ta được quyền nói chứ. Lấy tiền của người ta thì người ta được quyền nói chứ. Ra hết chính sách này, quy định kia, trạm thu phí dựng lên nùm nộp. Ở bên đây mỗi lần xe hơi, xe con qua bên đây nè, tùy trạm, có 5 grume hả. Nếu mà đóng mà xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ đó. Xe dưới 3,5 tấn anh chị biết qua trạm thu phí á. Đóng cái 5 grume mà anh chị nhân cho 2.700 thì bao nhiêu tiền? Mười mấy ngàn hả? Còn ở Việt Nam mà xe hơi đi qua trạm thu phí mấy chục ngàn. Một cái con đường vậy đặt trạm thu phí tùm lum tà la luôn. Làm sao mà dân không nghèo? Vừa lấy tiền thu phí của người ta, vừa lấy tiền đường của người ta, vừa lấy tiền xăng của người ta. Anh chị thấy nó lấy tiền của anh chị không? Cũng là phương tiện giao thông thôi, hàng năm phải đóng tiền lộ phí. Anh chị phải đóng tiền xăng ta kinh khủng. Rồi bây giờ đi qua trạm thu phí, đóng trạm thu phí kinh khủng. Ở bên đây xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ, dưới 3,5 tấn á. Anh chị qua nhiều trạm, nó qua có 5 grune đến 7 grune hả. Còn ở Việt Nam hả, đóng mấy chục ngàn không à. Container còn kinh khủng nữa. Anh chị biết lấy tiền biết bao nhiêu chưa? Hả? Dương mà không bùng nổ lên, Dương không nói, nhiều người không tin đâu. Hỏi sao dân Việt Nam không nghèo. Quán nhậu, cà phê, bia ôm mọc lên như nấm sau mưa luôn. Bên đây người ta nhà sách thư viện mọc lên hay dày đặc. Cà phê, bia ôm này kia nọ, người ta không giống như Việt Nam đâu anh chị. Bởi vì cái đầu óc của người ta phát triển mà nó đi xa vời vợi luôn. Nhìn cái thế giới của người ta, nhìn cái thế giới của mình, sao mình không chịu nổi? Sao mình chịu nổi? Cái xã hội Việt Nam á, là cái xã hội mà dân nghèo nhiều hơn dân giàu. 80% là dân nghèo mẹ đó rồi. 5% là dân giàu, 15% dân khá à.
mà cái xã hội đó dành cho những người có tiền. Dư nói thiệt với anh chị, nó bị mức độ ăn chơi hả? Ở Na Uy này bỏ xa đi, Việt Nam nghèo mà chẳng che chẳng chó chẳng kẹ lắm. Bởi vậy bây mỗi người gánh nợ 50 triệu đồng đó. Con nít chưa đẻ ra mới nằm trong bụng mẹ cũng phải hả chịu cái nợ 50 triệu đồng nữa. Tôi mà ở Việt Nam tôi nói kiểu này là nó hốt từ hôm nay rồi. Ở Việt Nam mà lên tiếng nói kiểu này nó hốt hôm nay rồi. Tự do ngôn luận quá mà, quá là tự do ngôn luận luôn, tự do internet quá mà. Làm cái livestream gì á, vô chửi mình, tụi bay phản động, tao chống phản động à. Mà làm cái livestream hả, cà quay gì nữa, gián đoạn hoài luôn. Mà vẫn còn nói là Việt Nam tự do lắm, internet xài ba chực bốn chực, mạng mùng thì coi không được, chặn đầu này chặn đầu kia. Mở miệng ra tụi bay phản động à, chống chính quyền à, chống cho ai vậy? Mà không muốn xài internet mạnh hả? Hả? Muốn xài internet mạng nó xoay vòng để cá mập cắn cáp hoài coi tin tức không được hả? Cứ mỗi cuối tuần thứ bảy chủ nhật là bắt đầu nó bóp băng thông lại à. Cứ mỗi cuối tuần thứ bảy chủ nhật là bóp băng thông lại, không coi được cái chó gì hết trơn chậm. Cái xã hội từ trên xuống dưới nó thanh trừng nha, nó giết hại nhau rần rần ở trên trển. Nó giành quyền lực. Đa đảng mẹ nó đi, không có đâu một đảng à, rồi giết nhau. Mấy ông làm trong đảng lãnh đạo làm ơn cũng tỉnh táo dùm cái đi, đừng để tôi chửi hoài. Một người phụ nữ giống như tôi chửi hoài nhục lắm. Ôm khư khư đa, độc đảng, đảng quang vinh lắm, đảng gọi là đảng sáng suốt tài tình lắm, đường lối và chiến lược của đảng tốt lắm, tốt lắm mà giết nhau hoài. Đáng người ta chạy sang cái đất người ta trốn rồi cũng lôi đầu người ta về. Độc đảng làm gì vậy, đa đảng đi. Nói yếu yếu thì không được, nói thì khả năng chửi lộn mắng lộn nhau quýnh lộn nhau là con này nó có thừa luôn á, nó dư luôn á. Đừng có ghẹo tôi. Lăn lộn trong cái xã hội Việt Nam khổ sở quá rồi, mệt mỏi quá rồi, đuối lên quá rồi. Mà hôm nay nhìn trên Facebook có nhiều người cảm thấy họ ghi cái status, trời ơi, tôi cảm thấy hả, tôi cùng đường, tôi cảm thấy tôi chán nản, tôi tuyệt vọng, tôi không muốn sống trên cuộc đời này nữa. Sống trong xã hội Việt Nam hỏi sao người ta không tự tử, có lý tưởng gì đâu không tự tử, sống tiếc được mẹ gì. Đi làm thì lương không có, lương thấp chủm mà, lỡ bệnh ung thư cái tiền đâu trả tiền bệnh. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm lương không có nhiều để đứa con ra đi vô trường đóng tiền học chết mẹ. Làm cả cuộc đời không có tiền dư đi du lịch. Có nhiều người cả cuộc đời làm không có tiền đi du lịch luôn. Đi ra tới Nha Trang cũng đi không được nữa. Bởi vì Dương năn nỉ các bạn mà ở nước ngoài đó, các bạn thấy được cái bất công trong xã hội. Dương nói một lần nữa, cái Cộng sản Việt Nam cái bản chất nó là dối trá, lừa gạt, lương lẹo, đĩ mồm. Lịch sử nó viết sai hết rơn luôn. Năm 1968 nó đi vô trong miền Nam, nó đánh, nó giết người Huế biết bao nhiêu người ở ngoài đó. Năm 1973 ký hiệp định ngừng bắn rồi, nó cũng đồng ý nó ký luôn rồi. Nó lại đi vô, nó chiếm miền Nam Việt Nam vô nhà người ta cướp mà nó là giải phóng. Chửi tôi không? Còn Hồ Chí Minh chửi tôi điểm cà ve hả? Hồ Chí Minh đi làm ô xin cho người ta đó, đi xuống tàu làm ô xin đó. Tôn sùng nữa đi, đem cái chủ thuyết cộng sản về Việt Nam để bây giờ đồng chí đồng rận của nó giết hại lẫn nhau đó. Đoàn kết quá hả? Vua Hùng đã có công dựng nước Bác, cháu ta cũng phải cùng nhau giữ lấy nước hả? Có giữ không? Hay bán mẹ nó hết rồi? Bán từng tấc đất, từng cái biển đảo. Bán từ năm 1958 tới bây giờ luôn. Phạm Văn Đồng thì ký dâng cái 12 hải lý cho thằng Trung Quốc. Rồi bây giờ năm 1990, nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam lại âm thầm ký những cái văn kiện trong cái mật ước Thành Đô nữa. Anh chị biết thằng Trung Quốc nó đang chiếm Việt Nam một cách giống như tầm ăn lá dâu vậy đó. Nó ăn từ từ mà chúng ta đâu có thấy đâu. Nhìn đi bây giờ hả, Đà Nẵng, Nha Trang, người Trung Quốc đầy hết rồi. Chiến dịch tầm ăn lá dâu, anh chị có hiểu tầm ăn lá dâu không? Nó làm từ từ, dự án của Việt Nam bây giờ hầu như là thằng Trung Quốc đấu thầu không, là chủ thầu không mà, thấy chưa? Rồi bây giờ cho thằng Trung Quốc hả? Thuê đất mấy chục năm trời, 50 năm trời, 90 năm trời. Là anh chị thấy được cái chiến lược, chiến thuật của nó chưa? Có tin được cái mật ước Thành Đô nó sẽ thành hiện thực chưa? Đâu có điên đâu mà dùng hả năng lượng của mình. Sáng ngày ăn không ăn uống nhiều á, dùng năng lượng của mình nói mệt lắm chứ. Rồi tụi cộng sản, tụi vô luận viên đứa nào vô đây chửi. Mọi chuyện nó rành rành ra đó rồi không thấy sao? Formosa ngày hôm nay nó xả thải, người dân ở nước ở ngoài miền Trung nó bây giờ phải đi ra Campuchia, đi sang Lào. Người Campuchia, người Lào đuổi công dân Việt Nam như đuổi như hạt luôn, đuổi như đuổi tà vậy đó. Thấy người dân Việt Nam là đuổi hả? Rồi bây giờ qua Đài Loan cũng bị đuổi nữa, Hàn Quốc cũng bị đuổi về nữa. Bây giờ ông Trump lên những cái chiến lược đuổi người Việt Nam mà ở lậu bất hợp pháp nữa.
Bây giờ khắp nơi đâu cũng đuổi người Việt Nam á, ở lậu bất hợp pháp bị đuổi à. Vinh hạnh quá mà. 42 năm lãnh đạo tài tình, vinh hạnh quá mà. Vinh hả? Cái đảng Cộng sản Việt Nam nó tốt, tôi đâu có lên để tôi nói làm gì. Bây giờ đi tới đâu cũng bị đuổi, bị chửi, bị mắng, bị nhiếc, bị xâm phạm, bị xúc phạm hết, bị xem thường hết á. Đi ra ngoài thì lúc nào làm lương cũng thấp hơn người ta hết á. Cùng một công việc nhưng mà công nhân của nước khác thậm chí cũng là lao động một vị trí đó luôn, mà người Lào, người Campuchia nhiều khi lương cao hơn Việt Nam nữa. Biểu tôi không nói, phụ nữ bây giờ đi ra nước ngoài lấy chồng làm đĩa quốc tế luôn. Đúng rồi, làm mẹ quốc tế luôn. Mai mốt hả, điếm Việt Nam, đĩ cà phê Việt Nam lên tiếng, nó sạch chế độ hết bây giờ á. Đừng có xạo, chửi điếm chửi cà phê mà thôi ha, tao nó cứ đút đầu vô đó hà. Chửi điếm chửi cà phê đừng có cứ dở, đút đầu vô mấy cái tụ điểm cà phê, gọi là gì, cà phê ôm, bia ôm gì đó, nhà hàng ôm gì đó, đút đầu vô đó chi vậy hả mấy thằng khốn. Ở ngoài Đà Nẵng đó có một cái cô tiếp viên nào đó tên Trang đó, mang cái huy hiệu mà cờ 6 sao rồi đó, tin chưa? Đợi nó vô tới nhà rồi nó cướp nhà, nó đuổi ra khỏi nhà mới tin hả. Dân mình ngộ lắm, toàn là hả đợi thấy trước mặt mới tin không. Mà thằng Cộng sản nó giấu từ xưa tới giờ rồi, làm gì cho anh chị thấy. Năm 1974 chính nó làm mất cái Hoàng Sa đó. Người dân, người lính Việt Nam Cộng Hòa phải ra đó giữ biển đảo, giữ Hoàng Sa đó. Mà nó còn vu khống cho Việt Nam Cộng Hòa là mất bán Hoàng Sa đó. Nó có bao giờ nói thật đâu mà anh chị biết. Tới chừng mà anh chị biết sự thật rồi, lúc đó nhà của anh chị không còn nữa đâu. Nó vô tới nhà nó đuổi anh chị ra khỏi nhà luôn á. Rồi bây giờ, thời gian trước tuyên truyền ngụy quân, ngụy quyền, rồi bây giờ lấy những cái clip của Việt Nam Cộng Hòa lên làm clip, rồi nói là Hoàng Sa, Trường Sa vào thế kỷ thứ 17 á, là nhà nước Việt Nam là cái người sở hữu đầu tiên của Hoàng Sa, Trường Sa. Rồi năm 1954 khi mà hiệp định Paris được hiệp định Geneva chia đôi đất nước á, là lúc đó Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc của Việt Nam Cộng Hòa. Sao ngày xưa nói hay lắm mà, Hoàng Sa, Trường Sa vào những cái thời năm 1954 đổ đi, cái đó của ai? Ở của trong Nam, thuộc quyền sở hữu của người miền Nam. Tự nhiên ký công hàm dân 12 hải lý cho người ta hả? Nhờ chửi Việt Nam Cộng Hòa bán Hoàng Sa, sướng không? Sướng không? Rồi còn có mấy người lớn tuổi đi về Việt Nam nữa, cái bà gì Tuệ Tuệ đó, Phùng Tuệ Châu gì đó, 60 tuổi rồi, không biết nó cho nhiêu tiền cũng không biết nữa. Đã lên tàu vượt biển, vượt biên ra nước ngoài rồi, đi về Việt Nam nó dẫn đi tới một số cái đảo nào còn lại thôi, lên ca ngợi dữ lắm. Việt Nam Hoàng Sa, Trường Sa còn. Nó xây nhà nó cho, nó xây trường học ở ngoài rồi, nó xây đường bay, sân bay ở ngoài luôn rồi, nó cho người tàu của nó ra ở ngoài luôn rồi. Một số cái gọi là cái khu gọi là giống như khu tự trị của thằng Trung Quốc ở trên ở ngoài miền Trung cũng có luôn rồi, nó không có cho người Việt Nam vô luôn rồi, mà vẫn còn chưa có tỉnh thức nữa, bởi vì Dương năng nỉ mấy cô chú anh chị ở nước ngoài đó. Cố gắng thì chúng ta tận dụng cái truyền thông Facebook này, chúng ta nói nhiều vô. Dương không nói thì cô chú anh chị nói. Nó vô ngày hôm nay á, nó vô nó tấn công Facebook của Dương, đặng cho Dương không nói nữa, nó khóa Dương lại đặng cho Dương không nói nữa. Mà cũng may đó là Dương đã cài bảo mật 2 lớp rồi đó. Anh chị cứ đút cái số điện thoại của anh chị vô trong chỗ cài mật khẩu đi, để mà Facebook nó có gì nó gửi mật mã qua. Rồi anh chị dùng cái mật mã đó anh chị đăng nhập là cái Facebook của mình. Còn cái tên của anh chị tạo ở nước ngoài thì cố gắng lấy tên thật của mình trên cái passport đi. Trên cái ID của mình á, cái tên thật của mình ở trên đó tên là Bí Tơ Vũ hay là Maria Nguyễn gì đó, cứ lấy tên đầy đủ đi. Khi nào mà nó tấn công Facebook của mình á, thằng Facebook nó yêu cầu anh chị xác thực cái thông tin của mình á, thì anh chị cung cấp giấy tờ đó lên thì nó sẽ trả lại cái Facebook của anh chị, nhớ đúng cái số điện thoại của mình vô để nó không hack được. Cái tên của Dương á, Đoàn Thị Thì Dương á, anh chị nó vô đâu có hack được đâu. Cái số điện thoại của Dương để đồng đẳng luôn rồi, mỗi lần Facebook mà nó tấn công một cái nó báo qua cho Dương liền. Làm như vậy đi anh chị, gì đâu mà Dương thấy hết người này tới người kia bị lóc 30-40 ngày. Dân thì đói khổ, trường học á thì xây lên 3-4 bữa sau là tao nói hơi dột. Trẻ em miền núi thì không có sách vở đi học, không có cầu để đi qua đu dây, giống như khỉ đu dây vậy á. Thì đu tượng đài sụp thì đổ thừa, tại mấy đứa trẻ đu tượng đài sập, tượng đài bị sụp, sướng không, cái gì cũng đổ thừa cho dân được á. Còn hả, người làm nông dân tao nói khổ gần chết, người làm nông dân khổ thấy mẹ. Vậy á, mà được mùa cái nhờ ơn đảng. Trồng lúa hay trồng cái gì mà được mùa bán có giá cái nhờ ơn đảng. Tao nói mưa nắng gì thôi, tao dân ra ruộng cày cuốc, tao nói chết mẹ chết cha, xịt thuốc thấy mẹ luôn. Thuốc nó ngấm vô trong sức khỏe, trong người của mình, bệnh thấy mẹ thấy cha, vô bệnh viện tao nói nằm không ai nuôi. Mà hãy được mùa bán được giá cái nhờ ơn đảng, nhờ ơn nhà nước. Có thằng quỷ đảng nào xuống đây nó làm phụ không?
có thằng quỷ đảng nào xuống cày ruộng phụ không? Đảng nhờ ơn đảng là nhà nước phải tìm cái nguồn ra, cái đầu ra cho người ta để người ta bán cái sản phẩm cho có người ta có giá ổn định giá cho người ta, chứ chẳng làm được cái mẹ gì hết á. Được mùa được giá nhờ ơn đảng, nhờ ơn nhà nước, mất mùa mất giá tại nhân dân. Sướng không? Sướng không? Đi ra nước ngoài thì làm ăn gian dối, cái sản phẩm ra nước ngoài thì dơ bẩn, nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Cho nên thời gian sau là cái sản phẩm Việt Nam đâu còn uy tín nữa, đâu bán đâu có được. Mà bán ra nước ngoài xuất không được, đem về cho Việt Nam cho người Việt Nam ăn. Bà mẹ nó, người Việt Nam là con người chứ phải con chó con mèo gì đâu, cái gì đồ ăn độc hại cái đẩy về cho người Việt Nam ăn. Xong rồi cái bệnh viện Việt Nam đi vô quá tải. Bệnh viện Việt Nam người ta vô quá tải, bắt đầu bác sĩ mặt hầm hầm vậy nè. Nạt nộ quát mắng, trong khi ở bên nước ngoài bác sĩ vô bác sĩ cười, bắt tay, thân thiện. Vậy đó. Bệnh tật là nhờ ai? Hả? Lúc đó bệnh tật nhờ ai? Có dám nói bệnh tật nhờ ơn đảng, nhờ ơn nhà nước không? Cái gì cũng có hết, ở nước ngoài cái gì cũng có hết á. Thấy ở nước ngoài có cái gì đem về Việt Nam áp dụng cái đó mà không giống ai hết trơn. Ở nước ngoài cũng có internet nữa. Mà cái mạng của người ta hả xây dùng, cái mạng của người ta hả chạy vù vù. Cái mạng 3G, 4G của người ta ra đường livestream bình thường. Ở Việt Nam cũng có internet nữa. Làm livestream xây vòng vòng như đùa vậy đó. Ở nước ngoài người ta cũng có xài thẻ ATM nữa. Ở Việt Nam cũng có xài ATM nữa. Mà những người nào người ta có tiền này kia nọ làm công nhân mới được xài. Còn mà dân thường mà dân mà ngu, dân ngu cu đen không biết ATM là gì á. Có mà, Việt Nam có đủ hết á. Cà phê này kia nọ hả? Ba vũ trường ở nước ngoài cũng có nữa, Việt Nam cũng có nữa. Mà không giống ai hết trơn á. Chơi thì không bằng ai hết, mày đặt vũ trường rồi nhún, không giống ai hết trơn trời á. Ta nói quốc tế có cái gì, Việt Nam có cái đó. Mà sao thì sao cho nó đúng với bản chính đi, không có đâu. Sao rồi tái chế tùm lum hết á, biến tấu tùm lum hết á. Muốn chửi nó không? Chửi lộn là thừa luôn á, chửi lộn là con này có thừa luôn khả năng chửi lộn. Cái gì cũng tiền á, mở miệng nó cái gì cũng tiền hết á. Lương thì không có nhiêu, ba cọc ba đồng. Ăn chơi thì ăn chơi quá xá quà xa luôn. Bệnh tật thì vô trong đó tiền cũng quá xá quà xa luôn. Ở bên đây bệnh cái vô bệnh viện cái khỏe ha. Ở Việt Nam bệnh cái vô bệnh viện muốn chết luôn ha. Còn ở đây trường học người ta vô để người ta tư duy, người ta phát triển tự do. Vô Việt Nam phát triển con đường một ha. Tư tưởng của đảng và Hồ Chí Minh. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thế niên gì đồng. Nhiều đó làm tới. Thứ hai đầu tuần là chào cờ. Quốc ca đoàn quân Việt Nam đâu? Và đoàn quân Việt Nam đâu rồi? Ngư dân miền Trung bị đánh mà tàu Trung Quốc nó bắn chìm tàu hoài, ngư dân bị giết hoài. Đoàn quân Việt Nam đâu rồi? Đoàn quân Việt Nam đâu? Đó, đoàn quân Việt Nam lo giết nhau, bắn nhau kìa, thanh trừng nhau kìa. Đất thì mất, biển đảo thì mất. Đoàn quân Việt Nam đâu? Tuyên truyền ngụy quân, ngụy quyền. Việt Nam Cộng Hòa là xấu. Người ta xấu vậy á. Mà 30 tháng 4 1975 á, có nhiều người vị tướng tuẫn tiết lắm. Bây giờ đi kiếm trong hàng ngũ quân đội của Cộng sản Việt Nam kiếm một thằng nào mà tuẫn tiết, tôi đi bằng cái đầu gối. Kiếm đi. Có cái thằng cộng sản nào mà đảng viên hay công an tướng tá hàng ngũ quân đội đi mà tự tử tuẫn tiết không? Quyết giữ đảo giữ biển cho Việt Nam không? Có không? Còn Việt Nam hả? Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975 họ không giữ được thành thì họ chết theo thành luôn. Họ tự bắn vào trong người. Họ thấy kiên trung bất khuất anh hùng không? Còn ngày hôm nay ta nói giành giật nhau vị trí quyền hạn, giết hại nhau, đầu độc lẫn nhau. Khôn quá. Chửi vậy đó. Những người bạn trẻ bởi vì các bạn bị tuyên truyền, bị nhồi nhét, bị nhồi sọ những cái điều xạo sự của đảng Cộng sản Việt Nam, các bạn không biết thôi. Các bạn mà biết rồi các bạn chỉ có biết thù hận mà thôi. Thù hận ngược lại mà thôi. Trời ơi điên máu lắm anh chị. Dẹo không? Dẹo nữa đi. Dẹo tôi chửi cho nghe. Bây giờ anh chị biết không? Dương nói như vậy nó không làm được gì Dương hết trơn á. Chạy xuống nhà điều tra thông tin. Điều 1 nói 100. Nói 1000 luôn. Nói xấu chụp mũ đủ đường hết á. Cộng sản nằm dùng. Kiếm thằng cộng sản nằm dùng nào mới nói được giống như vậy. Tôi đi bằng cái đầu gối tôi quỳ tôi lại luôn á. Một mặt á thì hả tấn công Facebook, không cho người ta nói, hack Facebook của người ta. Mặt xuống nhà hả, tao nói đào thông tin của người ta ra, chửi bới xúc phạm người ta. Không mặt á thì âm thầm luồn lõi, luồn lách ở trong đó người ta cộng sản. Cộng sản thì tấn công Facebook làm chi vậy? Xuống nhà tôi làm chi vậy? Hả? Xuống nhà tôi làm chi? Điều tra làm chi? Khủng bố tinh thần gia đình tôi làm chi?
Rồi bây giờ ăn truyền trong thông tin con Dương là hả là cộng sản cài cắm vô để mà len lỏi vào cộng đồng người Việt ở nước ngoài, kiếm thằng cộng sản nằm vùng nào làm giống vậy đi. Nó hôm nay là vô bắt đầu tấn công cá nhân, hãy là tấn công cá nhân không muốn tấn công cả nào nữa. Đinh Thế Quỳnh, Trần Đại Quang, Trịnh Xuân Thanh lần lượt bị đầu độc phóng xạ hết H210. Đảng Quang Vinh, đảng tài tình lắm, đoàn kết yêu thương nhau lắm, yêu thương nhau ghê lắm, giết nhau trong êm đẹp, giết nhau không cần súng đạn, giết nhau bằng bằng chất độc phóng xạ thôi, không cần súng đạn đùng đùng. Đúng rồi, ngày nay hòa bình quá mà, hòa bình tự do lắm, hòa bình ghê lắm, không có súng đạn gì đâu, chết bằng chất độc phóng xạ, không có cha ông nội người ta nữa, chết bằng cái đó khỏi điều trị luôn, điều trị cỡ nào cũng không qua được hết, nó vô trong máu rồi anh chị. Ta nói chưa có cái chế độ nào mà cái thể chế nào mà nó tàn nhẫn vô nhân đạo. Khi thế giới thì nó phát triển, người dân của người ta sung sướng. Đừng nói người dân người ta, người Việt Nam ở nước ngoài thôi đó, người Việt Nam ở nước ngoài thôi mà họ có quốc tịch, họ là công dân ở nước ngoài, họ sướng như tiên vậy đó. Còn người Việt Nam của mình, ta nói hả, trong Việt Nam á, ở ngay chính trên quê hương mình mà giống như bị lưu vong vậy đó. Nói không được nói, ăn đồ ăn sạch cũng không được ăn đồ ăn sạch nữa, đi ra đường chỉ cầu mong là mình an toàn được trở về nhà, cái quyền đó cũng không được nữa, không biết nó ủi lúc nào nữa, không biết cái đầu mình nó nát bét lúc nào nữa. Mình muốn được học cái bầu giáo dục tự do cũng không được nữa, phải học theo sự tuyên truyền nhồi nhét của nó, cái gì cũng không được hết á. Rồi các bạn chửi người ta lưu vong, các bạn lưu vong ngay chính trên quê hương của các bạn đó, nói cũng không được nói, ăn sạch cũng không được ăn sạch, sống trong môi trường trong sạch cũng không được nữa, được quyền tự do ngôn luận cũng không được nữa, đi trong môi trường giao thông an toàn cũng không được nữa. Đừng nói ai lưu vong hết á. Các bạn có muốn lưu vong, các bạn chửi tôi là ngày hôm nay là phá hoại, các bạn có muốn lưu vong giống như tôi cũng không được đâu. Chính các bạn lưu vong trong chính ngôi nhà của các bạn đó. Bây giờ thấy nội bộ nó thanh trừng nha, nó giết hại nhau như vậy đó, các bạn dám nói gì không? Chửi tôi, xuống nhà khủng bố gia đình tôi. Hay là tại vì năm nay tới giờ rồi, tháng 8 rồi, mà cái tiền hả ngoại kiều hối gửi về Việt Nam có 2 tỷ mốt à. Có 2 tỷ mốt thôi, tháng 8 à, kiều hối gửi về Việt Nam có 2 tỷ mốt à. Cho nên đâm ra thù hận tôi. Ngày hôm nay những người trẻ ở bên nước ngoài lên tiếng nói sự thật, cho nên nhiều người người ta biết sự thật, người ta không về Việt Nam nữa, người ta không gửi tiền nữa, đâm ra ghét tôi. Vừa tấn công Facebook không cho tôi nói ha. Còn xưa rồi Diễm ơi, tôi bảo mật hai lớp rồi, xưa rồi Diễm ơi, xuống nhà khủng bố tinh thần của tôi. Rồi ở bên đây âm thầm cho những người cộng sản nằm vùng, bên đây nói tôi nằm vùng, sợ tôi ha, sợ tôi ha. Tôi nói nữa, tôi còn nói nhiều nữa, trả lại cái sự thật cho lịch sử đi, trả lại sự thật cho Việt Nam đi, viết lại lịch sử đúng đi, trả cái quyền tự do ngôn luận cho người dân đi, cho người dân được lên tiếng nói lên những cái bất công trong xã hội đi, trả cho người dân cái quyền được bầu cử tự do đi. Ở bên Na Uy này gần tới bầu cử rồi nè, mai mốt tôi làm cho các bạn coi, thấy người ta cầm cái lá phiếu người ta đi bầu cử mà tôi là người ta hãnh diện cỡ nào nha. Còn ở Việt Nam á, bao nhiêu năm nay rồi, từ ngày sau 30 tháng 4 năm 1975 cho tới bây giờ, ai đã cầm cái lá phiếu đi bầu thủ tướng? Ai đã cầm rồi? Trong số các bạn, ai đã cầm cái lá phiếu đi bầu thủ tướng Việt Nam? Ai đã bầu? Ai đã cầm rồi? Đừng có ghẹo tôi, ghẹo tôi môi ra nhiều lắm á. Hồ Chí Minh cũng vậy nữa, ổng có nhân cách quá ha, ổng có tư cách đạo đức quá. Giờ nhìn con cháu của ổng kìa, giết hại nhau rần rần, đem cái chủ thuyết cộng sản vô chia rẽ nhau, nội bộ giết hại nhau, đốt tốt quá mà. Chẳng qua là nó che đậy thôi, các bạn không biết thôi. Tôi nói ngày hôm nay mà không có Facebook á anh chị, còn thông tin của các bạn còn che đậy nữa. Tôi nói vài bữa nữa Facebook nó chặn nữa cho coi. Mạng Internet ở Việt Nam hả, nó bóp băng thông nữa cho coi. Bây giờ tôi ngồi bên đây anh chị thấy không, cái xứ sở tự do tôi muốn nói gì tôi nói à. Internet xài thoải mái luôn, xài Vivo luôn. Còn ở Việt Nam các bạn nói giống như tôi đâu có nói được đâu. Người Việt Nam á, ngày xưa tôi không có ra khỏi Việt Nam tôi đâu có biết là mình bị mất cái quyền tự do ngôn luận đâu. Đi ra ngoài đây rồi tôi mới biết cái quyền tự do ngôn luận là gì. Ghẹo tôi đi. Hỏi tại sao người ta không nóng anh chị. Dương đã kiềm chế dữ lắm. Dương cố gắng mình trở thành một người thụy mị, ủy mị thục nữ dữ lắm, để Dương nói cho những người bạn trẻ là học sinh, sinh viên họ nghe, để họ hiểu. Nhưng dồn quá, tụi cộng sản nó dồn quá, nó dồn Dương quá, chịu không nổi nữa, Dương không có dịu dàng được nữa. Trả lại cái quyền tự do ngôn luận cho người ta đi, quyền tự do bầu cử cho người ta đi, quyền tự do lập hội cho người ta đi, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trả cho người ta đi, quyền được xét xử công bằng trả cho người ta đi.
quyền tự do báo chí trả cho người ta đi. Người ta muốn giết thì người ta giết, ở bên Mỹ người ta muốn nói xấu ông Trump cũng được nữa kìa, người ta tạo tin fake tin giả cũng được nữa kìa. Ở Việt Nam mà ai nói xấu cán bộ là hả đưa vào bắt phạt bắt bỏ tù hả, trả quyền tự do ngôn luận cho người ta đi, người ta muốn nói gì người ta nói, đừng có ghẹo tôi. Tại dân chưa biết chưa đoàn kết thôi. Tăng xăng tăng điện tăng giá hàng hóa tăng đến mà nó chóng mặt nhức đầu luôn, tăng đến mức độ là nó người ta làm ra lãnh lương ra không còn một đồng nữa, lãnh lương là trả nợ hết luôn. Có nhiều người công nhân á, lãnh lương ra xong rồi đi trả nợ hết còn thiếu tiền nữa. Ở Việt Nam nhiều lao động nghèo, mượn trước trả sau không à, xài trước trả sau không à, lãng tháng 4-5 triệu mà cái tháng nó phải chi tới 10 triệu mới đủ, toàn là mắc nợ không à, mắc nợ dài dài. Đó là mắc nợ thực tế đó, mắc nợ hiện tại đó, còn trên vai phải gánh 50 triệu nữa kìa. Nó ăn nó giọng cho lắm vô, nó để tiền nó đem 3 tỷ đô ra nước ngoài nó mua nhà mua cửa, nó để cho dân sống chết mặt bay, mở miệng ra là nhờ ơn đảng nhờ ơn nhà nước, nhớ mắc hồ. Dân thì nghèo, xây tượng đài cho lắm vô. Xã hội Việt Nam đến thế là cùng chứ còn gì nữa hả? Hồ Chí Minh quang vinh quá hả? Hồ Chí Minh ông chết rồi, để yên cho ông đi, đừng có lấy tiền nó xây tượng đài của ông nữa, tôi lại luôn á, đừng có lấy tiền nó đem ra bên Nga bên đâu để mà xây tượng đài nữa, để yên cho ông đầu thai đi nha. Đừng có mà để cho người ta phải ra đào tên đào họ của ông ra mà người ta chửi rủa suốt ngày, để yên cho ông đi. Cứ lấy tiền của người dân, lấy tiền của người sống nuôi người chết hoài làm sao? Dân đang khổ, đang đói, tiền xăng thì tăng lên hoài, phí đường bộ thì tăng hoài, trạm thu phí thì mọc lên như nấm. Cái người sống không lo, người sống ở bên Na Uy này người ta chú trọng vào cái người sống chứ người ta không có chú trọng vào người chết. Còn ở bên Việt Nam ta nói là cái người chết được ưu tiên nữa lắm, người ta chết lâu rồi, cái xác một rửa rồi, trời ơi xây cái lăng Ba Đình Chà Bá rồi cho người canh nữa. Phí biết bao nhiêu tiền của người dân không? Mồ hôi xương máu của người ta đang sống kìa. Thì lo cho người sống thì không có lo cho người chết. Lấy tiền của người sống lo cho người chết. Cái xã hội Việt Nam kỳ cục vậy. Trong khi cái xã hội người ta phát triển theo cái hướng hiện đại, còn Việt Nam đi lùi. Bên đây tới bây giờ tôi qua bên đây tôi chưa thấy cây nhang nào, đám ma tôi chưa thấy người ta đốt cây nhang nào, một tờ giấy tiền vàng bạc âm phủ cũng không thấy nữa. Tôi đi xe bên đường không có cái miếu nào hết trơn, không có miếu cô hồn nào hết trơn. Tại sao xã hội người ta phải đi như vậy đó? Xã hội ta phát triển như vậy đó. Còn Việt Nam mình, ta nói đủ thứ chuyện hết đó, vẽ đủ thứ chuyện hết trơn á, không giống ai hết trơn tội hà. Làm cho người ta hả mê tín dị đoan, rồi người ta sợ hãi, người ta sợ là kiếp này làm ác, rồi kiếp sau không được làm người, người ta đi tu, riết người ta làm cho tinh thần người ta trùng xuống, người ta không đấu tranh gì hết á. Tối ngày tuyên truyền là đừng kiếp này làm này làm nọ, mà cộng sản nó thanh trừng nhau, nó giết hại nhau rần rần ở trong nội bộ của đảng. Không biết. Bực mình không anh chị? Nóng không anh chị? Nóng lắm anh chị. Kiềm không nổi đâu anh chị. Dương không phải tự nhiên không mà Dương đùng đùng lên nha. Dương đây la làng nó sớm đó anh chị. Nó vô nó tấn công mình. Nó vô tấn công mình đủ thứ chuyện hết á. Ở bên đây có một số người âm thầm đi vô trong cộng đồng nhắn tin Dương là cảm sẵn nằm dùng nữa. Trời ơi Dương năn nỉ, Dương quỳ, Dương lại, Dương xách chiếu, xách manh Dương lại luôn. Dương mong cho có 100 người, 200 người, 300 người cộng sản nằm dùng mà giống như Dương vậy, Dương cảm ơn. Dương nói thiệt, cộng sản nằm dùng mà làm giống như vậy Dương cảm ơn dữ lắm. Đi làm livestream giùm Dương đi, đi mở mang trí óc của người dân ở trong nước cho người ta nhìn ra thế giới giùm Dương đi, Dương cảm ơn. Mà cộng sản nằm dùng mà nó làm cho người dân trong nước nhìn ra được đâu sự thật, Dương cảm ơn anh chị dữ lắm. Dương nói thiệt đó nha. Kiếm thêm cho Dương vài chục người hay là vài trăm người cộng sản nằm dùng giống như Dương đi nha. Không có sung sướng gì hết trơn anh chị, làm này cực khổ lắm, không có sung sướng gì hết trơn. Tao nói nó tấn công tùm lum hết, tấn công gia đình. Dương ngày hôm nay, Dương nói ngày hôm nay việc của con làm, con chịu trách nhiệm. Con về Việt Nam nó bắt con đi. Nó bôi nhọ danh dự nhân phẩm của mình hùm bà lằng xèn hết á. Hàng xóm láng giềng thì nhiều người ta cũng không hiểu ra cái công chuyện của mình đang làm nữa. Rồi trên Facebook nó cũng tấn công, nó không để yên. Bây giờ nó vô nó hack vài tài khoản Facebook của mình. Rồi bây giờ bên Na Uy á, bên cộng đồng người Việt ở nước ngoài á, nhiều người ta cũng sợ mình là cộng sản nằm dùng nữa anh chị. Anh chị nghĩ coi, cái tinh thần của anh chị mà yếu yếu, anh chị có chịu nổi cái áp lực này không? Không chịu nổi đâu anh chị, mệt lắm. Dương ngày hôm nay Dương nói với anh chị hả, Dương đương đầu với nhiều cái sóng gió, nhiều cái khó khăn lắm luôn á. Nhưng mà Dương ráng Dương chịu. Dương ráng Dương chịu để mà cái công cuộc đấu tranh của mình nó được thành hiện thực, để cho người dân ở trong nước được lên tiếng cho cái quyền của con người của mình. Một ngày nào đó người dân ở trong nước mà Dương nói thiệt anh chị, họ có được cái quyền con người bình đủ giống như ở nước ngoài. Dương im Dương nói nữa anh chị, nó mệt lắm.
Nói gì nhiều khi có nhiều người anh chị biết quan sát cái tình hình xã hội Việt Nam mà người ta bệnh luôn, huyết áp tăng lên luôn. Có nhiều cô chú ở bên đây nè, hãy không mở YouTube lên thì thôi, không mở Facebook lên thì thôi, mà hãy mở lên là cái bắt đầu máu nó lên nè anh chị. Tại sao? Trời ơi, cái xã hội nó bất công. Người ta không coi tin tức thì không sao hết trơn anh chị, mà hãy người ta coi tin tức một cái là bắt đầu máu nó lên cho tới đầu luôn. Cái xã hội gì nó vô lương, nó bất công quá trời quá đất. Tự nhiên nhìn về Việt Nam thôi, ở bên đất nước này nó quá tốt, quá sung sướng, người ta đi chơi, người ta không cần nghĩ ngợi gì không sao, mà mở lên coi tin tức Việt Nam đâu là bắt đầu huyết áp nó lên nè. Chị cục không? Việt Nam công bằng đến thế là cùng thôi ha. Nói thiệt tội, Dương biết trong Việt Nam có nhiều người muốn được tự do lắm, muốn thoát Trung lắm. Mà Dương nói anh chị, bây giờ Dương không nói những cái người đó, cầu mong cho thằng Trung Quốc nó vô hen. Việt Nam mà không thay đổi, thằng Trung Quốc nó vô hết đi, rồi để cho tụi dư luận viên bưng bô này nè, nó trả giá. Ừ, lúc đó đừng có kêu gào ngày hôm nay quốc tế cứu tôi giới nha. Thằng Trung Quốc nó mà vô rồi nó làm y giống như dân tộc Chăm Ba vậy đó. Từ từ 92 triệu người, để coi dân số Việt Nam còn bao nhiêu người, biết rằng nó sẽ giết để cho anh chị không còn cơ hội để trả thù, để họ giành lại đất đai, giành lại nhà cửa giống như ngày xưa. Bớt ngu bớt ngục đi. Nó vô nó đồng quá, nó giết anh chị đó, nó giết các bạn đó, nó giết cái đám bưng bô đó. Biết chưa? Biết chưa? Đừng có gẹo tôi chửi nữa đó. Nói lại một lần nữa nha, gẹo tôi là tôi lôi Hồ Chí Minh ra tôi chửi à. Tôi lôi đảng ra tôi nói đó chịu à. Nha. Còn Hoàng Sa mà Trường Sa ngày hôm nay bị mất, cái đám dư luận viên ăn cứt gà chiên ha. Nói là 1974 ha, Việt Nam Cộng Hòa mà để mất cái Hoàng Sa đó nha, là tụi bay đi chết hết đi. Nói lại một lần nữa nha, năm 1958 nha, chính ông Phạm Văn Đồng đã ký cái công hàm dân 12 hải lý này cho thằng Trung Quốc nha. Nha. Còn muốn ai mà muốn có cái công hàm đó, inbox đi tôi gửi cho. Tài liệu đầy trong máy nè. Công hàm nó viết gì, inbox đi gửi cho. Rồi năm 1974 thằng Trung Quốc nó vô nó chiếm Hoàng Sa, mẹ cha cái nhà của người ta. Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa, tự nhiên ông Phạm Văn Đồng là ở ngoài hả, miền Bắc tự nhiên đi ký công hàm bán nhà bán cửa của người ta. Kỳ cục không? Bởi vậy Dương nói hả, các bạn trẻ ở nước ngoài, các bạn hả có quốc tịch có điều kiện rồi, các bạn lên tiếng phụ Dương đi, lên tiếng đi. Hồi nãy Dương đi ra ngoài Oslo nè, có nhiều người bạn trẻ lắm ủng hộ Dương hết mình luôn. Tụi cộng sản nó chó đẻ lắm, khốn nạn lắm, ủng hộ Dương hết mình luôn, những người bằng tuổi Dương nè. Nó ngày xưa Dương không lên tiếng tôi không biết, ngày hôm nay Dương lên tiếng rồi tôi biết cái bản chất của cộng sản, ủng hộ Dương hết mình luôn. Cứ làm đi, tôi đằng sau tôi ủng hộ về tinh thần cho bạn, cứ làm về mặt trận truyền thông các bạn, cứ làm đi, tôi đằng sau tôi đẩy các bạn lên. Chỉ cần mong như vậy thôi. Chúng ta phải là những cái người mà chúng ta tương trợ lẫn nhau, chúng ta đẩy nhau lên vậy nè, chứ chúng ta đừng có kéo nhau xuống anh chị. Cái xã hội Việt Nam bây giờ nó be bét, nó nát bét hết rồi. Bây giờ ai mà lên, anh chị thấy chị anh kia ở bên Pháp không, trời ơi ngày xưa chị cũng không nói mà nay chị lên chị nói không, trời nó quá trời luôn, dễ thương không, dễ thương quá trời luôn, đẹp gái dễ thương nữa, nó nhẹ nhàng nữa, dễ thương không, dễ thương. Hay ai ngày hôm nay mà ai chống cộng sản lên tiếng nói là dễ thương, dễ thương mà hát hay nữa. Tôi không có cần mặt tôi đẹp, tôi không cần mặt tôi đẹp, tôi không cần các bạn khen tôi đẹp hay các bạn chê tôi già tôi xấu, chả có quan trọng. Tôi quan trọng các bạn được quyền tự do ngôn luận, các bạn được quyền nói giống như tôi, các bạn có quyền bầu cử, các bạn được quyền tự do lập hội lập đoàn, các bạn được quyền tự do tín ngưỡng, được quyền tự do internet, được quyền xét xử công bằng, được sử dụng một cái nền luật pháp công bằng, vậy thôi hả. Còn tôi đẹp tôi xấu kệ cha nó, tôi xấu cũng được nữa, tôi nóng tôi giận tôi làm chính trị, tôi thức đêm thức hôm tôi không ngủ cột cại nó, kệ cha nó, tôi già 80 tuổi cũng đừng có liên quan tới tôi, đừng có quan tâm tôi già gì hết á, không quan tâm các bạn được quyền nói hay không kìa. Làm sao đẹp được, tối ngày cứ suy nghĩ về chuyện đất nước không à. Cái quyền lợi của người dân bị cướp mất hết, mà người dân ở trong nước thì hả lặng thinh, bị hả cướp hết các quyền con người, tự nhiên mình ra bên ngoài cái mình tức cái mình già. Tôi không có cần hả đẹp đẽ mẹ gì hết á, không cần. Tao nói muốn đẹp đi ra ngoài đường, tao nói bỏ vài chục ngàn đô quánh cái mặt lên, sửa mũi sửa mắt này kia nọ, bơm má bơm môi đẹp thôi chứ gì đâu có khó gì đâu. Mà cái xã hội Việt Nam mới mốt mất trong ta Trung Quốc bỏ cả triệu đô hả, tỷ đô mua cũng không được nữa. Yên tâm đi, đừng có lo đó tôi nha. Mệt thật sự chứ anh chị á, chúng ta
mà chúng ta đào sâu chúng ta tìm hiểu anh chị, chúng ta mới thấy chúng ta tức lắm. Ngày xưa lính Việt Nam Cộng Hòa, những vị tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, họ bị thất thủ 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản miền Bắc nó vô. Anh chị biết 30 tháng 4 năm 1975 á, thì lúc đó Việt Nam Cộng Hòa đâu có còn hả kinh tế nữa đâu, Mỹ nó rút viện trợ rồi. Tại sao rút viện trợ thì anh chị coi những cái chương trình livestream của những anh chị khác họ làm, họ đã giải thích rồi. Vũ khí cũng không có, xe tăng có súng mà không có đạn, kinh tế cũng không còn. Còn thằng cộng sản của Việt Nam, cộng sản Bắc Việt, tao nói được nhận cái nguồn tài trợ dầu dào của từ thằng Liên Xô, thằng Trung Quốc, súng đạn của tao nói tới giờ cũng còn nữa, nó tài trợ cứ vậy đó, hỏi làm sao mà người anh em của mình chống đỡ cho nổi. Nó giết hại như vậy mà hả, những vị tướng Việt Nam Cộng Hòa, anh chị nói Dương không nói không phải là 5 người đâu, tao nói cái danh sách mà tướng Việt Nam Cộng Hòa mà gọi là tuẩn tiết lên chị, tao nói dày một trống luôn. Đây là cái cuốn sách mà nó họ ghi tên trong đây nè, dày một trống ở trong đây nè, từ hàng ngũ tướng tá cho tới những cái người mà những người lính bình thường ở trong đây nè anh chị coi nè, nó thấy không, thằng Hà luôn trong đây nè, người ta hả, người ta tuẩn tiết thằng Hà trong đây nè, nó còn Việt Nam cộng sản bây giờ tao nói tìm một thằng không ra, tìm một đứa gọi là trong hàng ngũ tướng tá công an quân đội nhân dân không ra, thằng nào tuẩn tiết hết á. Ta nói cố bám ngai vị, bám chức vụ, bám cho đã rồi bị đầu độc phóng xạ chết ngắt. Người ta chết mà hả, ngày hôm nay trong trái tim của Dương nè, họ bất khuất anh hùng kiên trung bao nhiêu, thì đảng cộng sản Việt Nam tướng tá nó bị khinh bỉ bấy nhiêu à, người dân xem thường bấy nhiêu à. Nè, một cái cuốn sách như thế này luôn nè, hầu như là trang nào cũng có hình ảnh của những vị tướng mà bị tuẩn tiết hết á. Nè, anh chị coi nè, đó thấy không? Nè, đi kiếm đi, đi kiếm trong cái hàng ngũ của tụi cộng sản bây giờ, thằng tướng nào mà tự giận chết đi kiếm đi. Tuấn Tiết chết đi, họ chết để họ bảo vệ biển đảo, họ bảo vệ từng tấc đất, đi kiếm giùm Dương đi. Có đi, Dương sẽ đi vận động tiền ở gấp khắp nơi gửi về cho các bạn mà kiếm được một người tướng Tuấn Tiết. Kiếm đi. Rồi á, rồi bây giờ quay qua lấy clip của Việt Nam Cộng Hòa nói rằng là hả, Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa tốt, à, chính quyền Sài Gòn ngày xưa chính quyền Ngụy, Mỹ Ngụy, giờ là chính quyền Sài Gòn rồi, hết nói Mỹ Ngụy rồi, giờ dùng từ chính quyền Sài Gòn rồi anh chị, hết tuyên truyền Mỹ Ngụy rồi, hết dối được rồi, hết che đậy, hết bưng bít được rồi, tuyên truyền giờ họ đi vô miền Nam giải phóng, rồi mai mốt chắc có thể là họ sẽ thay đổi chiến thuật á, họ nói rằng là họ vô họ cướp chính quyền á. Tại giờ họ đâu có dùng từ Mỹ Ngụy nữa đâu, vậy họ dùng chính quyền Sài Gòn chứ đâu có dùng chính quyền Ngụy nữa đâu anh chị. Trong một số video clip của cộng sản nó làm luôn á, chính quyền Sài Gòn. Cộng sản nó tuyên truyền mà nói Việt Nam Cộng Hòa bán nước mà. Trong khi Việt Nam Cộng Hòa không có bán, không có ký một cái công hàm nào để dâng đất, dâng một cm đất cũng không có nữa. Một tấc đất cũng không có để mà dâng cho Trung Quốc để mà lấy vũ khí để giết hại người anh em nữa. Còn thằng cộng sản Việt Nam á, ta nói nó ký hết công hàm này tới công hàm nọ. Dân bởi vì thằng Trung Quốc vậy nó vô nó lấn sân đó, nó lấn Việt Nam không còn gì hết đó. Bây giờ người dân Việt Nam giống như ô xin tôi mọi vậy đó, không nhìn ra. Những cái cuốn sách này làm gì ở Việt Nam có mà anh chị tìm. Ở Việt Nam mà mấy cuốn này mà lòi ra hả, ai mà có nó bắt nó bỏ tù liền luôn. Nó tự do ngôn luận quá đó, tự do báo chí quá đó, tự do internet quá đó. Người dân nào mà sở hữu mấy cuốn sách này nó bắt nó bỏ tù liền, đọc cũng dám đọc nữa, chui vô trong kẹt, chui vô trong hốc bà tó ngồi đọc chết mẹ luôn. Còn mà ôm cuốn tư tưởng Hồ Chí Minh ha, triết học Marx Lenin ha, ngồi ở đâu cũng đọc được hết á. Mà ôm mấy cuốn sách này mà đọc một cái ha, tao nói đi trốn. Đó, đi trốn để mà đọc. Cho nên làm gì mà người trong nước biết thông tin sự thật? Tuổi trẻ làm gì biết sự thật nằm ở đâu? Internet, Google chặn, YouTube một số cái video clip cũng chặn. Truyền hình thì thông tin một chiều, muốn đưa cái gì đưa hà, đảng muốn đưa cái gì đưa hà, cho nên người dân đâu biết mẹ gì. Còn mấy cuốn sách này kiểu đại loại giống như vậy nè, đâu rồi? Ở Việt Nam mà muốn đọc được trốn, chui vô trong bầu lúa trốn để mà đọc. Ai mà sở hữu được những quyển sách này ở trốn thấy mẹ thấy cha luôn. Ta nói trốn chỗ nào mà càng tối càng kín đáo đọc càng tốt, đọc những quyển sách sự thật, đọc sự thật thôi mà trốn. Tự do internet quá, có không? Ở Việt Nam các bạn đọc những quyển sách này các bạn có trốn không? Sự thật về Việt Nam Cộng Hòa các bạn mà có những cuốn sách này các bạn có trốn không?
dở báo chí ở bên nước ngoài người ta tự do ngôn luận đa chiều, tại vì người ta viết sự thật, người ta không có cần che đậy. Còn ở Việt Nam hả, ta nói giấu, giấu như mèo, giấu giấu cất vậy đó. Cho nên mỗi lần mà có những cái cuốn sách này á, ta nói đọc, ta nói trốn thấy mù nội luôn. Nhưng có mấy người bạn nè, trời ơi em đọc mà em giấu nha, em đừng có để cho công an nó thấy nghe, nó bắt em à. Nó tự do đó, tự do lắm. Đã tuyên truyền dốc láo rồi đó, mà người dân còn sợ hãi nữa, đọc xong thông tin sự thật mà còn phải trốn, trốn chết cha luôn. Trốn giống như mình là ăn trộm vậy. Gẹo nữa không? Gẹo nữa tôi moi nữa cho. Còn nhiều lắm, còn nhiều thông tin lắm, có đâu mà đọc nữa nè. Minh Thuận Nguyễn nè, tao nói còn hằng hà cái bí mật ở trong nước á. Bữa nào đi, bữa nào á Dương ngồi Dương nói tiếp cho mà nghe. Hôm nay là nói nhiều rồi, hôm nay nóng dữ lắm rồi, bức xúc quá, nóng nảy quá chịu hết nổi rồi, phải la làng lên thôi. Đó, ở trong nước có một cái quyển sách như thế này nè anh chị, tao nói hả, không có đâu, không có quyển sách như thế này đâu. Dương mở ra cho anh chị coi, Lược sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa nè. Đó, từng trang một là những cái vị tướng, hàng tá, hàng lính bị tuẫn tiết chết sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ta nói trong đây nè, đầy nhóc. Ngày nào tháng nào có đầy đủ ở trong đây nè. Còn Việt Nam Cộng sản, ta nói tướng tá đầu độc chết không? Cũng có nữa. Tướng tá của Cộng sản cũng có nữa. Một danh sách dài dữ lắm, mà nó chết là bị đầu độc, bị đồng chí nó hãm hại, hãm hại từ đầu độc, chất phóng xạ, tai nạn giao thông, hành hạ hãm hại bằng nhiều hình thức. Còn trong đây người ta tuẫn tiết để người ta bảo vệ đất đai biển đảo của người ta. Thấy sự khác biệt chưa? Thấy sự khác biệt chưa anh chị? Bởi vì sao mà Dương tự tin Dương lên Dương nói đối lập với đảng Cộng sản? Anh chị biết còn nhiều thông tin lắm mà Dương chưa có nói nữa thôi. Tại vì sao mà nó thù hận? Nó không sợ Dương. Tại sao giấy tờ của Dương gửi về Việt Nam nó không xác nhận, Dương gửi về Hà Nội luôn á, nó không xác nhận, nó không trả lời luôn. Ai thù hận hơn ai? Ai thù hận hơn ai? Làm gì sợ tôi? Đừng có hại hả? Tôi nói chừng nào cho dân trong nước tỉnh thức hết thôi. Anh chị những người bạn trẻ đừng có thèm về Việt Nam nữa, đừng có đem tiền về Việt Nam nữa. Ta nói những năm trước á, mỗi một năm như vậy á, lượng kiều hối gửi về Việt Nam là trên 12 tỷ đô. Bây giờ tới tháng 8 rồi mà lượng kiều hối chỉ có 2,1 tỷ đô thôi. Đừng có về Việt Nam nữa. Về Việt Nam không có còn an toàn gì đâu mà về. Đừng có về Việt Nam nữa. Chừng nào mà tôi nói Cộng sản nó sụp hết đi, người dân Việt Nam có tự do ngôn luận được nói giống như chúng ta nói đi, chúng các bạn về. Các bạn về, Dương về luôn. Dương về Việt Nam luôn, mở gọi là đại tiệc ăn mừng luôn. Ăn mừng trên cả nước luôn. Tự do ngôn luận quá mà đọc sách đọc vở. Ở bên đây nè, tao nói sách vở nước nào cũng có, lịch sử nước nào cũng có, ngôn ngữ nào cũng có hết á. Còn Việt Nam tao nói đọc có một chiều à. Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Hồ Chí Minh, tư tưởng Mác Lênin, triết học Mác Lênin, phát triển có chiều một à. Sao không dám để những cái lịch sử Việt Nam Cộng Hòa trong mấy cái nhà sách, trong mấy cái thư viện cho người ta đọc chứ? Làm gì để có chiều một vậy? Điên lắm. Đừng có gửi tiền về Việt Nam đó anh chị. Gửi ít ít thôi, bình thường mỗi tháng mình gửi 500 đô thôi, gửi 1000 đô, bây giờ mình gửi 100 đô thôi. Mình, anh chị nói với bà con dòng họ của mình, cô bác, cha mẹ ráng đi, ráng xài hà tặng hà tiện trong lúc này đi. Rồi sau qua cái cơn khốn nạn, qua cái cơn nguy hiểm đó rồi, qua cái cơn khổ cực đó rồi, chúng ta sẽ có cái sự sáng sủa. Chứ còn hôm nay anh chị gửi tiền về Việt Nam, nó hút máu người dân cũng vậy. Có nhiều người hỏi, ủa đâu có gì đâu, tôi gửi tiền về trong nước, người nhà của tôi xài mà, chứ đâu phải đảng Cộng sản nó xài đâu. Ngày xưa Dương cũng nghĩ như vậy đó anh chị. Dương nói trời ơi, gửi mình xài chứ bộ, mình ngu mà, gọi là giống như dốt đặc. Lúc đó thôi chưa có ra khỏi Việt Nam, dốt đặc luôn, ngu lâu dốt bệnh khó đào tạo. Dương cũng có một giai đoạn như vậy đó, ngu lắm. Nó trời đất ơi, gửi tiền về mình cũng xài chứ ai xài, mà nó đâu có biết đâu, mà Dương đâu có biết đâu anh chị. Nó đánh vô xăng nè, nó đánh vô trong hả ga nè, trong điện nè, trong quần áo của mình nè, nó đánh vô trong đó, nó lấy tiền của mình không biết. Ngày xưa Dương còn nói trời ơi, gửi tiền về cho cha mẹ mình xài, em út mình xài chứ ai xài đâu. Ngu không? Nói chuyện ngu không? Ngày xưa ngu lắm, ngày xưa mà không có ra nước ngoài ngu lắm, nó ngu dữ luôn chứ không phải là ngu bình thường đó anh chị. Trời ơi, ra nước ngoài rồi mình nhìn mình mới biết được, trời ơi, nó đánh vô xăng ông nội mẹ ơi, rồi nó đánh vô trạm thu phí, trời ơi, nó đánh vô phí đường bộ, nó đánh vô ga. Trời ơi, ở bên đây ta hả, một năm á, trời ơi đất ơi,
Tới bây giờ đó, điện cúp có một lần duy nhất à. Điện ở bên đây cúp có một lần duy nhất à, 30 phút à. Còn ở Việt Nam, ở Sài Gòn ha, tháng cúp một lần. Còn ở dưới quê ha, tuần cúp một lần. Mà nó cúp một lần từ sáng tới chiều. Có nhiều lúc nó cúp từ 7, 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm chưa có nữa. Còn bên Naui cúp có một lần có 30 phút à. Mà nói từ 12 giờ tới 12 giờ rưỡi là nó có là có à. Còn ở bên Việt Nam tao nói cúp ở Sài Gòn mà một tháng một lần. Còn ở dưới quê tuần lần. Có bữa nó buồn buồn tuần hai lần luôn. Có bữa hả tao nói 8, 9 giờ tối nó cúp tới 8, 9 giờ tối nóng như điên. Không có quạt, không có xài được gì, nóng muốn khùng luôn. Nó, trạm thủy điện mọc lên như mưa mà. Điện đâu mất tiêu hết trơn rồi để người dân phải xài như vậy. Nước cũng vậy nữa, nước ở dưới quê tao nói nước phèn thấy mẹ. Cúp điện thì cúp nước. Mà cúp điện cúp nước mà không có nước xài. Đó, biểu không? Tự nhiên sao tôi cũng thấy tôi tào lao, bắt chứng gì tôi tức chi trời. Mà tức thiệt, chị không nói gì, chị không nói luôn. Chị nói thiệt, trời đất ơi, mình tưởng ở đâu cũng vậy. Mình tưởng ở Việt Nam nó vậy thì ở đất nước ngoài nó cũng vậy. Ở đâu cũng vậy. Ở đâu có điện mà không cúp điện. Ở đâu không cúp nước. Giỏi quá mà ngồi trong Việt Nam mà không bước ra thế giới mà. Đâu có biết đâu. Bước ra thế giới là mới biết rồi, đất ơi, không có đâu giống như Việt Nam hết. Người ta cũng xài điện mà tao có cúp điện, cúp được có một lần một. Bây giờ bên Naui cúp điện tới giờ có một lần một. Nước hả, từ khi mà Dương qua tới giờ chưa cúp nước nữa. Còn xăng Dương thấy nó trời ơi, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống liên hồi. Mà Dương thấy xăng nó vào những ngày cuối tuần nó xuống không. Còn Việt Nam hả, trời ơi, nó lên một cái, nó lên một cái dù. Nó xuống giống như nước đá thằng lằn vậy đó. Nó lên là nó lên không đẹp không ăn tiền luôn. Nó xuống cả nhất vậy đó. Nó lấy người, nó lấy tiền của người dân, cái gì cũng tiền hết. Vậy sao người dân sống cho nổi? Lương thì không tăng. Nhà hàng quán nhậu khu vực ăn chơi mọc lên thì đầy luôn. Lương thì không tăng. Xăng thì tăng, ga tăng, điện tăng, lương tăng. Tại sao mà Dương ra ngoài đây? Tại vì Dương chỉ mới ra có 1 năm mà. Dương mới ra có 1 năm anh chị, trong đó gì Dương trải nghiệm quá hết, Dương đau khổ, Dương đau đớn cho người dân Việt Nam đó mình chị. Dương hiểu được cái tâm trạng của người dân Việt Nam trong đó đó. Mà nhiều người mà họ đi tìm một cái giải pháp, họ đi tìm cái lối thoát, họ tìm không ra. Còn có nhiều người họ giống như họ bị che đậy, bị giống như tuyên truyền đến mức độ ngày xưa trời ơi súng đạn dữ lắm, bây giờ hòa bình rồi. Ngày xưa súng đạn chết chóc dữ lắm, trời ơi họ súng đạn ghê lắm, giờ hòa bình rồi. Hòa bình không có tiếng súng. Không có tiếng súng mà bây giờ nội bộ thanh trừng lẫn nhau, đâu có tiếng súng đâu. Có nghe tiếng súng nào bắn không? Vậy đó, nói vậy thôi. Bực mình lắm anh chị. Đó, có nhiều người comment đó anh chị, coi người ta ở nước ngoài là cúp điện cúp nước bao nhiêu lần, ở Việt Nam cúp điện. Ta nói ở nước ngoài có cái gì, Việt Nam có cái đó. Ở nước ngoài có internet, Việt Nam có internet. Mà ở nước ngoài người ta xài 3-4G mạnh như gì á, còn Việt Nam nó xoay vòng vòng coi không được. Ở nước ngoài có điện chứ gì, Việt Nam cũng có điện nữa, cũng có xài điện nữa. Thế giới có cái gì, Việt Nam có cái đó. Mà bên nước ngoài người ta lâu lâu cúp điện lần, nhiều khi cả năm trời hoặc mấy chục năm trời mới cúp điện lần. Việt Nam hả, tao nói ở dưới quê tuần cúp lần. Tại vì dân Việt Nam họ quen vậy nên chị cho nó ơi bình thường có gì đâu, tuần nào không cúp. Họ nói cho quê cả làng luôn chị, nó quê cả làng luôn. Tuần nào không cúp có gì đâu lạ. Rồi đến nước ngoài mình mới biết trời ơi, một năm nay cúp có 1 lần một 30 phút hết rồi. Không, nước ngoài có điện, Việt Nam cũng có điện đó. Mà điện vậy đó. Ở Việt Nam, ở nước ngoài có giáo dục, ở Việt Nam cũng có giáo dục nữa. Mà giáo dục của người ta thoáng, người ta mở rộng ra cho cái tư duy người ta phát triển. Người ta không có gò bó, người ta không có bưng bít thông tin. Ở Việt Nam phát triển con chiều mộng à, tư tưởng Hồ Chí Minh, vậy đó. Ở nước ngoài cũng có giao thông nữa, Việt Nam cũng có giao thông nữa anh chị. Mà ở nước ngoài người ta xe máy ít hơn xe hơi, ở Việt Nam xe hơi nhiều hơn xe máy. Ở Việt Nam xe máy nhiều hơn xe hơi. Thấy không? Thấy nó ngược không? Ta nói ở nước ngoài có cái gì là Việt Nam có cái đó. Ở Việt Nam xài iPhone mà người ta làm một lương một tháng người ta mua được 2-3 cái điện thoại iPhone. Còn Việt Nam mình làm như khi sàn cả năm trời, làm lương cả năm trời mua được cái iPhone cũng mua luôn. Nó ngược đời vậy đó. Thấy không? Ta nói ở làm ở nước ngoài bên Mỹ đi, làm tháng 3-4 ngàn đô, người ta bỏ 1 ngàn đô ra người ta mua cái điện thoại nha. Việt Nam làm tháng 4-5 triệu, sẵn sàng bỏ ra 25 triệu để mua cái điện thoại 5 tháng lương. Ngộ không? Ngộ không? Ở Việt Nam, ở nước ngoài á, người ta cái làn đường xe buýt đi riêng. Ở Việt Nam xe buýt đi chung. Cho nên lúc nào cũng kẹt xe hết, xe buýt, xe hơi, xe Honda chạy chung làn vậy đó. Còn bên đây cái làn đường xe buýt đi riêng. Còn ở bên Việt Nam, ở bên đây cũng có bác sĩ nữa. Ở bên Việt Nam cũng có bác sĩ nữa.
mà bác sĩ bên đây gặp người ta mừng lắm, người ta cười, người ta bắt tay đều dễ thương lắm. Việt Nam có bác sĩ nhìn mặt vậy nè, nhìn mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo vậy đó, giống như ai ăn hết tài sản vậy đó. Trời ơi, đòi để dành anh chị, bữa nào lên chửi tiếp thằng tụi cộng sản, tụi dư luận viên ha, mà còn chọc bà nữa thì bà lên bà chửi. Bà chửi chừng nào mà cái tiếng của bà không nói lên thành lời nữa thì bà lúc đó bà hết chửi. Ghẹo đi, bây giờ la nãy giờ khăn tiếng rồi, để dành ha. Ghẹo tôi nữa là tôi chửi nữa, tôi chửi nữa, tôi lôi ra nữa nha, nha. Đừng có ghẹo tôi, ghẹo tôi là tôi đào một, tôi đào mã, tôi chửi đáng chịu. Rồi anh chị, bây giờ là cái tiếng của Dương nó khang rồi, để dành, Dương phải dưỡng sức để Dương, để giữ cái giọng của Dương lại, Dương chửi tiếp. Sau này là chửi tiếp mấy cái trạm thu phí ở bên đây nha. Thì cái để dành đi anh chị, bữa nào Dương chửi tiếp. Bây giờ bên Việt Nam nó khuya rồi, giờ không biết mấy giờ nữa. 7 giờ rồi, 12 giờ 10 rồi, để dành đi, để dành bữa nào Dương chửi tiếp. Canh thời gian sớm sớm chửi tiếp. Đó. Anh Hoàng Tuấn Bạch nói là lương y như phù thủy. Ta nói ở thế giới có cái gì, Việt Nam có cái đó. Thế giới có cái gì, Việt Nam có cái đó, mà nó không giống ai hết trơn trời. Từ từ chửi tiếp. Rồi anh chị Dương dừng lại nha, nói hồi nữa lắm hồi là Dương bị tắt tiếng luôn. Kiếm nước uống vô. Ba nha anh chị. À mà quên nữa chưa, anh Đức ơi, ủa lộn anh Tuấn ơi. À, ngày mai, xin lỗi nha, ngày mai á Bình Đức có biểu tình đó. Anh chị, ngày mai á Bình Đức có biểu tình mà cộng đồng của chúng ta, mà Bình Đức chúng ta xuống đường chúng ta biểu tình đi. Na Uy cũng sẽ biểu tình nữa. Na Uy mà mấy người hả giống như Dương, một số người cũng ra đường biểu tình đó. Một vài người biểu tình một vài người. Ở Bình Đức á ngày mai đi biểu tình hay gì đó. Ngày mai mà bà con ở Bình Đức xuống đường biểu tình đi. Biểu tình mạnh vô anh chị. Trời ơi, ta nói cho cộng sản nó sụp mẹ nó cho rồi đi. Cái gì mà nó ác quá rồi, nó ác mà. Thế anh chị, xin chào nha anh chị.